mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là A Phạm Tăng và Thẩm Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaya nupavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammaya nupavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghaya nupavena sada sukhi Phật tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sua thala thô su kỳ tổ vô rô nô hô vô thát sa sa nê a rô vô su kỳ tổ hô y sa ha thập bê nha tí phi sa an thala tha. Sư Kỳ Thảo Vô Rô Na Ha Vô Thất Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Kỳ Thảo Hô Y Sa Ha Sa Bê Nha Tí Phi Tê An Tha La Tha. Sư Kỳ Thảo Vô Rô Na Ha Vô Thất Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Kỳ Thảo Hô Tha Sa Ha Sa Bê Thị Nha Tí Phi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để bảo chứng. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chứng tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đấng tu hành, nguyện gìn tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Văn kinh chỉ cư sa la cảm mang cách tập bằng cái lý văn mà cả dê na quả cha manasa Ti đa sê su ga tăng ga tăng dê sa ta san ni nô a thi dê cho sa ta san ni nô ga tăng buồn nhà pha lăng mai sa bê pha ghi pha quên tu tế dê tăng ga tăng su quý đi tăng điện năng buồn nhà pha lăng mai dạ dê cho ta thành a cha nan thi đệ qua gần tờ ni dê đại dâm sa bê lộ cam hi dê sa ta chi quan ta a ra hê tu ca ma mun năng phô cha năng sạch bê là phàn tu mầm a chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an hứa con hồi hướng dân ban chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chung sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường tịnh thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích A Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân
Ngài Liễu Tâm cùng chư tông đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quà phước này đến với chư tông đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời tất cả quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, hoặc là có những câu chết chát Nhật Bình, hoặc một chút sẽ có Nguyên Trang hay một vị nào đó làm thị giả cho ngài để đọc ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sân Kha Giá. Rồi. Mô Bích Tha Giá, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Alo, alo, cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Tự nhiên con té một cái đùng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Dhamma Desana Ya Chana Gatha Ramma Sana Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi va rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam vi mang ba chang sa tham ma phê riêng bi na yan cha ka yang suốt tan cha bang thang a phi tham ma chạm mang A cơ ta dành tơ ta tư sát ta đăng đăng bập bở ta nảy dê bà rì xa và mạch chê. Phạm thiên Phật ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thì thinh giữ pháp từ. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ đạo tràng có nghe lời được không ạ? Con cung kính ngài. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị Văn Văn Liêm và cảm ơn đạo tràng. Có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thường phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian,
Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp, nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tát Xà Ma Qua Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Xà. Nam mô Tát Xà Ma Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Xà. Nam mô Tát Xà Ma Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Xà. Nam mô Bụt Tha. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, thì quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bà Gia. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con và đạo tràng nghe âm thanh của ngài rất rõ bạch ngài. Con thấy quý vị trong đạo tràng cho tín hiệu là rõ. Xã thủ kính mời kính chào nguyên trang về vào đạo tràng. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý anh chị em đạo hữu đưa bàn tay của mình lên hoặc là có câu hỏi xa thủ mời Quỳnh kính mở hàng nha. Dạ con kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, con xin kính đến lễ Sư Chi Đức và con xin đến lễ ngài Lữ Tông và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, con có câu hỏi là trong trong cái chi của nhà đạo Phật đó, nó có năm là tưởng chi, thức chi, thắng chi, tuệ chi và liễu chi. Xin ngài giải thích rõ về năm cái chi đó, rộng rãi ra cho con hiểu về năm cái chi đó. Con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái mấy cái loại biết này nó nằm trong kinh, như bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, bài kinh Mula Bariya Giá Sutta. Thành ra bàn tới vấn đề là thấy bao nhiêu chuyện thì có liệt kê ra một số cái điểm thấy biết. Thứ nhất là tưởng tri, là sự nhận thức hay sự biết thuộc phạm vi của tưởng. Nghĩa là đây cái sự tưởng tri này là cái loại nhận thức, nghĩa là theo chú giải là cái loại nhận thức yếu nhất trong các loại kia. Rồi cái thứ nhất là tưởng tri. Cái thứ hai là thức tri, là sự nhận biết thuộc phạm vi của thức. Cái thứ ba đó là tuệ tri, là sự hiểu biết nhận của trí tuệ. Nhưng mà trong cái trong chú giải thì họ thêm hai cái nữa là Vichanati, tức là thắng tri, và một thêm một cái nữa là Bachanati, tức là tuệ tri. Tức là nó có nhiều cái lắm. Thì bây giờ đó thì cái thường thường mình thường hiểu là sẵn tưởng tri, thức tri và tuệ tri. Nhưng mà còn cái mà thắng tri đó là cái này thì theo chú giải thì cái sự hiểu biết này hiểu biết qua trí tuệ của các tâm siêu thế, chứ không phải là trí tệ hiểu biết của phàm phu. Thành ra thường quý vị đọc, quý vị sẽ thấy cái ảo phí cha na tị, tức là thắng tri. Thường thường quý vị đọc có nhiều chỗ cái thắng tri này ta cũng gọi là liễm tri, tức là cái hiểu biết này thuộc về tâm siêu thế, chứ còn chúng ta thì hiểu biết qua cái tưởng, hiểu biết qua cái thức và hiểu biết qua cái tuệ. Thì hiểu biết qua cái tưởng là sự hiểu biết thuộc phạm vi tưởng, tức hiểu biết qua cái kinh nghiệm, là cái sự ghi nhận nào mà mình đã từng trải qua. Đó. Còn cái thức tri là cái sự hiểu biết thông thường của các tâm qua các đối tượng mà nó mình trải qua. Còn tuệ tri là sự hiểu biết thuộc phạm vi cái trí tuệ, thì tùy theo cái pháp mình đang hành hoặc cái pháp mình đang học. Đó. Thì cái đó là tuệ tri.
thì người ta trong chú giải cũng thí dụ đó, thường nhớ là thức tri là sự hiểu biết, cũng giống như là cái sự hiểu biết con nít vậy đó, nghĩa là nó thấy là nó biết thôi chứ nó không biết đó là gì, nói rõ ràng nói sao sao nó cũng biết. Còn cái tưởng tri là sự hiểu biết của cái người có số kinh nghiệm từng trải. Ví dụ như mình thấy cái đó mình biết cái đó là, ví dụ màu thì mình biết màu gì màu gì. Mình thấy cái đó là mình biết cái gì là do mình đã từng trải qua. Còn cái tuệ tri đó thì cũng giống như cái sự hiểu biết của một cái anh thợ bạc này đó. Thấy vàng nó biết. Không biết cái đó là giá trị như thế nào, còn mình thấy vàng biết nó quý thôi chứ mình không biết gì hết, là như là ấy. Còn con nó đơn nít mà thấy vàng nó biết á, là nó không chỉ biết vàng thôi chứ nó không biết cái đó là cái gì. Đó là những cái được thí dụ vậy, thì mình tùy theo cái môn học của mình nó nằm ở đâu thì sự hiểu biết mình phải dựa vào ở đó. Nhưng mà cái mà ta thường thường đó về pháp hành thiền quán hay thiền tệ đó, người ta chủ trương cái ta biểu mình phải tu tập sao để cái sự hiểu biết đó phải là hiểu biết của tuệ, chứ còn hiểu biết của tưởng này thôi cũng không có gì. Mà mình thấy đất mình biết cái đất là không có được, mình phải biết hơn cái đó nữa. Thành ra biết qua cái chế định là một, biết qua cái thực tính của nó là hai, biết qua cái chế định thông thường, chế định thường là ở đây đề cập tới là đối tượng của thiền đó, thiền chỉ. Ví dụ như đất đối tượng thiền chỉ khác, mà đất đối tượng thiền minh sát nó khác đó. Mà đất bình thường mình đi đó là nó khác đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sadhu. Con có thêm một câu nữa, thưa ngài. Thưa ngài, trong thiền thiền Vipassana thì con có ở một trường thiền, thì giống như cái trường thiền ngài Bát Ốc có nói là nếu mà muốn thấy được danh sắc á, là phải thấy được tám sắc bất ly và tám cái danh bất ly. Thứ nhất là sắc bất ly là thấy là đất nước lửa gió màu mùi vị và dinh dưỡng, và tám cái danh bất ly là xúc thọ tưởng tư nhất thống mạng quyền tác ý và cái tâm. Thưa ngài, con muốn hỏi nếu mà mình chỉ thấy đất nước gió lửa như là nóng lạnh cứng mềm nó thay đổi, thì đó chỉ là tứ đại thôi chứ không phải là thiền Vipassana. Mình phải thấy thực tính của nó, thấy cái tám sắc bất ly của sắc và thấy tám bất ly của danh thì mới gọi là mình thấy được thực tính và thực tướng của thiền tuệ, phải không ngài? Xin ngài giải thích cho con à. Xin cảm ơn ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tổ thầy gia kính thưa chư quý vị. Thật sự tám sắc bất ly là cái sự thấy đó là do trí tuệ của Đức Bổn Sư Đức Phật, chứ không phải thấy của ấy. Nó là tám sắc bất ly, mà tám sắc bất ly đó nhiều khi nó nhỏ hơn cái đầu tóc của mình, thì mình quan sát để thấy cái đó là nói chơi chứ không nói thiệt là nó không có đúng. Nên nhớ đó, theo chú giải đó, thiền quý bà Sena nó có 10 tuệ mà thôi, tức 10 tuệ minh sát mà thôi. Còn cái tuệ thứ nhất, tuệ thứ nhì đó vẫn gọi là tuệ văn, tức là tuệ học hỏi như thường. Dù rằng cái tuệ đầu tiên đó được gọi là tuệ thấy danh sắc, phân biệt được danh sắc. Tuệ hai đó là cái tuệ đó là thấy nhân duyên của danh sắc. Nhưng mà hai cái tuệ đó vẫn là tuệ văn như thường, chứ không thể gọi là tuệ tu được đó. Bắt đầu từ cái tuệ thứ ba là tuệ gì, là tuệ bắt đầu thấy nhăn nhán sanh diệt và thấy nhăn nhán vô thường, khổ não vô ngã đó, thì bắt đầu tuệ đó trở đi mới được gọi là tuệ minh sát, tức là thực sự thấy bằng trí tuệ của mình. Còn những cái như sắc bất ly, sắc này sắc nọ đó là mình chỉ thấy theo pháp học mà thôi, tức là nằm trong tuệ thứ nhất và tuệ thứ nhì, chứ không có phạm nhân mình không có khả năng để biết để thấy trong một cái chuyện nhỏ đó bằng cái đầu của cái cọng tóc mà mình thấy nó có tám sắc đó, nó chơi chứ sao nó thiệt được. Thành ra nghe thì để nghe hiểu biết là tại sao, tại vì có những cái sắc nó nhỏ vậy nó vẫn có tám sắc như thường, hay là một phân tử đi nó cũng có tám sắc,
Nhưng mà cái đó là trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải trí tuệ của phàm nhân như mình. Nhớ cái chuyện đó, phải không? Nên mình học cái đấy rồi để mình phân biệt cái nào cần quan sát và cái nào quan sát để thấy, mà cái nào quan sát để biết chỉ là pháp học, mà quan sát để thấy rõ ràng nó như vậy đó thì mới ấy, phải không? Thành ra cái tuệ minh sát mà mình hành đó, cái tuệ mà chắc chắn để mình có thể mình tiến bộ trong pháp hành được đó, phải là tuệ thứ tư, mà tuệ thứ tư phần sau. Cái tuệ thứ tư nó có hai phần, phần đầu phần sau. Phần đầu đó là cái tuệ đó nó đã hay rồi, nhưng mà nó vẫn có khả năng nó làm thì chúng sanh lùi bước như thường. Tại vì cái tuệ thứ tư phần đầu đó nó gọi là tà rú ná, tức là vẫn còn mềm, chưa đủ mạnh. Tà rú ná, thế giáp giá nhà ná đó, nó vẫn còn bị cái quý bạch sa na kỳ lê xạ chi phối như thường, nó vẫn bị 10 cái minh sát phiền não chi phối như thường. Thành ra cái đó tới đó chưa chắc có gì bảo đảm đó, nhưng mà sau khi mình đi qua khỏi đó tới là tà rú ná, thế giáp giá nhà ná đó, tức là cái tệ thứ tư mà phần sau đó, thì lúc đó mới vượt qua khỏi được cái đó thì mới bắt đầu gọi là cái người đó có khả năng để đi tới cái chỗ cao siêu, cái chỗ gì tế hơn trong thiền minh sát. Nam mô Bích Thầy. Năm Bích Tha Giá, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, và con kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của Huynh Chánh Tâm, và kính cảm ơn Huynh đã đặt câu hỏi ạ. Hồi nãy giờ Nguyên Trang thấy chị Nhung cầm mic, không biết chị Nhung có câu hỏi không ạ? Tại Nguyên Trang thấy là cái mic chị cầm rồi thả ra, không biết là Nguyên Trang có lấy mic của chị không? Không có cầm hả chị? Dạ, tại Nguyên Trang thấy vậy nên Nguyên, dạ nên chờ mà không thấy thấy ai hết. Dạ, tại nè. Dạ, sau đây con xin mời đạo tràng và dạ, sa thú Nguyên Trang xin gửi mic lại cho Xích Hà. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Dạ thưa Ngài, nãy Ngài có nói qua cái phần giải thích cho anh Chánh Tâm về cái phần tưởng tri, mà Ngài có nói là khi hành thiền thì cái biết ban đầu là cái biết qua chế định, và sau sự tu tập lâu dài thì nó chính mùi này, thì mình sẽ lấy cái thấy được cái pháp pháp thực tính pháp của nó. Thì con có cái thắc mắc là có phải khi tu tập ban đầu hành thiền thì mình phải dùng cái tưởng tri nhiều rồi để biết được, để tạm mượn nó khi ban đầu, rồi khi mình tu tập nó chín mùi, hoặc là nó thì mình mới biết được cái thực tính pháp. Con hiểu như vậy không biết có đúng không? Dạ xin Ngài giảng dạy thêm ạ. Dạ con kính tri ân, con giao mic lại. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn Thiền Giả, kính thưa chị quý vị. Thật sự ra đó, mình tu tập ngay cái đầu tiên mình cũng phải cần cái tuệ tri, chứ mình không thể nói là cái tưởng tri với cái thức tri được. À, bởi vì tưởng tri thức tri ví dụ như mình vô mấy cái chỗ người ta kêu là niệm á, niệm chỗ đó, chữ niệm chỗ đó là quan sát, nhưng mà người ta khi mình niệm cái mình niệm đất à đó, cái đó là tưởng tri, không có xài được. Mình nhớ vậy đó, bởi vì người ta nói là chữ niệm đây là quan sát chứ không phải niệm ở đây là lặp đi lặp lại, nên nhớ chuyện đó. Người Việt mình nhiều khi hiểu lầm những cái đó mình không biết. Thành ra thí dụ mình vô trong chỗ đó, người ta kêu mình niệm phòng sẽ phòng A, sẽ bà, hòa sẽ bà vậy đó, cái đó không phải là hành thiền, mà chỉ đó tập niệm mà thôi. Tập niệm để ghi nhận cái đó qua cái điều kiện của thế tục. Ví dụ như cái bụng mình phòng đó, thành ra khi mình nói mình có niệm trong cái sự phòng đó là tại mình phải thấy được cái chuyển động của cái sắc trong lúc đó, cái sắc mà nó đẩy ra đẩy vô làm cho bụng phình ra đó, chứ không phải quan sát cái bụng. Mình nhớ chuyện đó, thành ra vẫn phải dùng tuệ tri như thường, mà tuệ tri đó nó có chế định là đối tượng chứ không có thực tính pháp là đối tượng.
Đó, cho tới khi mình quan sát nó đầy đủ vậy đó thì cái bắt đầu thực tính pháp nó bắt thành là tại vì mình bỏ, mình thấy chuyển động của cái sức nó làm cho chuyển động, mình thấy hoài hoài vậy đó thì mình bỏ được cái chế định. Chứ còn nếu không mình không biết cái gì nó chuyển động làm sao mình bỏ được cái chế định được. Mà đa số không thấy cái đó, thành ra cứ tưởng niệm là niệm phật mà sẽ bảo cái đó không phải. Cái đó không phải là niệm, cái niệm ở đây. Cái niệm vẫn phải thấy cái định pháp qua thực tính pháp, chứ không phải là niệm mà là chuyện mà mình cứ nói lặp đi lặp lại niệm không phải. Bởi vì ngay cái phòng xẹp cũng vậy, để thấy cái gì, thấy cái chuyển động của sắc pháp mà nhớ chuyện đó, chứ không phải là để thấy cái bụng rộng hay xẹp. Nên có pháp học là như vậy đó. Nó nhớ là pháp học nó dựa vào hai cái chuyện. Chuyện thứ nhất bà đó tô khâu xạ, tức là nghe hiểu biết. Cái thứ hai là sạch thâm má sở năng, tức là phải học hỏi ở một cái vị mà có khả năng. Chứ còn mình vô mình không có hợp ai nói gì mình nghe cái đấy thường thường là mình hành không có kết quả gì nhiều. Có nhiều khi gần không có kết quả luôn. Mà nhớ chuyện đó, nếu không có pháp học mà đầy đủ á. Các trường thiền mà tứ thiệt ở Thái hay ở Miên Điện thì thường thường nó muốn mà hành thiền minh sát. Cái những cái trường thiền mà nó dạy thiền minh sát tứ thiệt đó, nghĩa là không học hết di pháp trung cấp nó không có nhận. Nhớ đó, bởi học hết di pháp rất mình mới có đủ dữ kiện để mình dùng cái niệm mình để mình quan sát những cái đó. Bởi vì pháp trung cấp là quý vị thấy học gì cũng rất rõ ràng, tâm tâm sở với sắc. Tâm phát sanh như thế nào, phát sanh với ai, phát sanh ở cõi nào, phát sanh như thế nào, có đối tượng là gì đó. Rồi nói đề là trong đó nó có bao nhiêu cái phụ đi theo, ví dụ như là bao nhiêu tâm sở, mà nó nương chờ chỗ nào, phát sanh là do nương nhờ cái sắc nào phải học đàng hoàng, chứ mình nói chuyện giỡn không có được. Mà nói chuyện giỡn thì không thể hành thiền bên sắc được. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Sích Hà, kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn Sích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Ồ thấy bàn tay của Sích Hà nữa. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Sích Hà. Dạ thưa sư, con có thêm câu hỏi nó cũng hơi liên quan đến đó. Dạ thưa, nếu mà nói niệm với lại chánh niệm thì con cũng còn chưa có lờ mờ là sự khác biệt giữa niệm với chánh niệm, và xin ngài có thể giảng rộng hơn ạ. Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, tại vì mình cứ nghe mà chứ ai nói chánh niệm với niệm mình tưởng chánh niệm chứ mình muốn nói gì là mình phải dựa vào kinh điển, chứ còn mình nói dựa vào nghe lời ai nói đó coi chừng quý vị sẽ hiểu lầm. Bây giờ không biết chỉ chánh niệm như nào đó, mình dựa vào thiền minh sát để nói nè. Tứ chánh cần là niệm, tứ như ý túc cũng là niệm, ngũ huyền cũng là niệm, ngũ lực cũng là niệm, thất giác chi cũng là niệm, nên nhớ cho tới khi nào nó vào bậc thánh rồi mới gọi là chánh niệm, tức là bát thánh đạo mới là sấm ma sa tị, sấm ma sa ma thi, sấm ma thi thị, sấm ma qua cha, sấm ma gây ma giả nó, sấm ma thi thị là nó vô tới đó rồi. Mà muốn biết phải dựa theo cái kinh đó, chứ mình không thể nào nói lúc nào là chánh niệm lúc nào là niệm được. Ví dụ mình không nắm vững cái đó là mình không thể nào có sự tiến bộ trong những cái điều kiện mà mình đang làm. Đâu vậy là nhớ vậy đó ha. Phải dựa vào kinh điển đàng hoàng. Còn khi không muốn biết cái này niệm hay chánh niệm cái đó thì không ai trả lời được hết. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ con kính lãnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Sích Hà, con kính tri ân ngài Sa Phú. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Dạ con kính mời ạ. Dạ con kính mời đạo tràng.
Dạ con, không biết chị Nhung có câu hỏi không chị Nhung? Con thấy room cũng sa thú bàn tay của anh Kevin nha. Nguyên Trang kính gửi message lại cho anh nè. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ con kính đến lễ quý sư, con kính đến lễ, con kính đến kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con có thắc mắc về cái phần khổ đế. Trong khổ đế thì có ba cái là hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Thì trong cái đất, trong cái sự học hỏi của con thì con thấy có hơi thắc mắc trong cái hành khổ. Trong cái hoại khổ, cái định nghĩa của hoại khổ là sự vắng mặt của cái gì làm cho chúng sanh vui lòng. Còn khi qua cái định nghĩa về cái nhìn qua cái phần thọ đó, thì nói cái thọ là thọ thân thọ lạc, tâm thọ hỷ. Thì qua cái phần thọ thì nói là tâm thọ hỷ, thân thọ lạc. Còn qua cái phần định nghĩa thì nói là sự vắng mặt. Thành ra một khi mà cho dụ á, thì con nói ví dụ như là một người đàn bà có một người chồng yêu thương người đàn bà đó, thì đang phúc người đang khi người đàn bà ấy đang hạnh phúc thì cái đó là thì cái tâm thọ hỷ. Vậy cái đó là đang khi được hạnh phúc thì đó là hoại khổ. Thì nếu qua cái phần thọ, nhìn qua cái phần thọ. Còn nếu mà qua cái phần định nghĩa là sự vắng mặt, vậy lúc mà người đàn bà đó bị chồng không thương nữa thì mới là hoại khổ. Thành ra con có cái thắc mắc về cái phần này, xin ngài cho con cái ví dụ để con hiểu rõ thêm. Dạ con xin xuống mic. Dạ, tạ ơn ngài. Nam mô Bụt Đà Giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nói về thực tính pháp thì tâm thế thọ đó, thọ khổ, thọ u đó, vậy được gọi là khổ. Còn thọ xả, thọ hỷ với thọ lạc đó là hoại khổ. Khi mình nói mình về cái sự vắng mặt này là sự vắng mặt của các cái trạng thái của cái tâm sở đó. Ví dụ như bây giờ mình đang được hoàn thưởng đi, mình mừng, thì cái mừng đó tại sao gọi là hoại khổ? Bởi vì cái mừng đó không thể mừng suốt đời được, chút nữa nó mất à, thì khi nào mất thì làm mình khổ gì đâu, thấy không? Chứ đừng nói mất cái gì đó, mất cái đó là mình khổ liền à. Đó. Còn cái kia thì khổ chính thức là khổ phải rồi, bởi vì nó phát sanh là khổ. Tức là thọ khổ, thọ u đó. Cái tâm sân nó phát sanh mình nói là không khổ luôn được. Lúc đó người nó nóng nảy rồi này, xong mình nói nó không khổ là không khổ rồi sao? Thấy không? Còn hành khổ là gì? Hành khổ là tất cả các tâm còn lại. Nhưng mà nó khổ là tại vì nó có đó, nhưng mà nó sanh diệt đó, sanh diệt liên tục ở đó, chứ nó không anh nằm một chỗ. Anh mới gọi là hành khổ là vậy đó. Chứ hành ở đây đó, sẵn khả ra, thúc khả đó, tức là chỉ cho danh sắc. Bởi vì sự sanh diệt của danh sắc nó làm gì khổ. Chúng sự sanh diệt cái danh sắc đối với một số người thì nó là vô thường. Mà sự sanh diệt của danh sắc đối với một số người thì cái đó là vô ngã. Thành ra khổ vô thường vô ngã là tùy theo cái cá tánh hoặc là cái tiền nghiệp của chúng sanh hành theo cái mức nào. Đó. Bởi vì khi mình thấy danh sắc, rồi mình thấy cái gì, thấy sự sanh diệt của danh sắc, tức là nó đưa tới trạng thái là người đó có thể thấy khổ, người đó có thể thấy vô thường, người đó có thể thấy vô ngã. Nó ở một điểm đó thôi. Nhưng mà tại vì cái sự tu tập của mình trong tiền kiếp nó đưa tới sự thấy như vậy. Thực sự nó chỉ có một mà thôi, mà chia theo cái cá tính của chúng sanh đó. Thành nên mới nói ba cái khổ là như vậy. Thật sự đó, nó chỉ nằm trong danh sách thôi. Nhưng mà cái khổ khổ và khổ á, thì thường không? Nó chỉ nằm trong tâm thiếu thọ nhiều hơn.
Nhưng mà cái khác thì nó cũng khổ chứ phải không? Mà cái khổ nó là giống như tôi nói, tại nó sanh diệt thì nó phải khổ thôi. Nam mô Bích Thầy á. Sa thú đành thai và Mỹ đã cảm ơn ngài rồi, tri ân ngài rồi. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Lúc nãy như Quỳnh thấy tới ba bàn tay lận, dạ cái bàn tay Quỳnh Mỹ, bàn tay Quỳnh Chánh Tâm, bàn tay của Kim Nhung. Dạ bây giờ quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lại trở lên được không ạ? À? Quỳnh thấy Kim Nhung ha. Dạ Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của Hà nữa nè. Dạ rồi mời Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Có một hỏi nhỏ nhỏ như vậy, con xin ngài hoan hỷ giải thích giúp. Là cái sự tạo nghiệp qua ý ạ, mà khi mà mình hình thành, tức là khi mà mình có một cái ý thiện hay có một cái ý ác gì đó trong đầu mà mình chưa hành động qua thân và khẩu. Như vậy thì nó tạo nghiệp như thế nào? À, con chưa hiểu ở chỗ này ạ. Hay là mới hình thành thì chưa có tạo nghiệp mà phải chờ qua thân với khẩu mới tạo nghiệp. Dạ, con xin ngài hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Dạ, con tri ân ngài. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch Chư Tôn này. Dạ, kính thưa cho quý vị. Nghĩa là ý có ba. Nghe thiện có ba mà ác cũng có ba. Thiện là có nghĩa là cái sự suy nghĩ nó đối ngược cái sự suy nghĩ của ác, thành ra nó gọi là thập thiện nghiệp và thập thiện ác là vậy đó. À, thì bây giờ hỏi mình suy nghĩ bậy nó có tạo nghiệp ác không? Vẫn tạo nghiệp chứ. Giờ mình không cần làm gì cả, mình ngồi mình nhớ lại ai chửi mình đó, rồi mình ngồi cứ nghĩ là cầu cho nó bị sét đánh hay cầu cho nó bị xe đụng gì em xùm đó, là hỏi mình không có làm vậy đó. Cái tâm mình nó hoạt động vậy là mình tạo ý nghiệp chứ sao không tạo. Hỏi có quả vẫn có như thường, nó nhớ cái tâm mình không có yên một chỗ nha. Mà khi nó hoạt động đúng bảy động tác trong lộ trình tâm là mình đã tạo nghiệp rồi. Dân nói nào đó, giờ rồi mình nói thôi tôi đâu có tác ý, mà không có tác ý thì mình nghĩ nó tới nó, rồi mình cầu cho nó được bị tai bay quả gửi chị. Thành ra đừng bao giờ mình nghĩ tới chuyện nghĩ xấu, người ta vẫn tạo nghiệp ác như thường. Đó. Tức là cái nghiệp là tham, sân và tà kiến. Khi mà ngồi mình suy nghĩ bậy không liên hệ tới ai đó, vẫn tạo nghiệp ác như thường. Ý nghiệp ác tức là khi nào cái tâm mình có tà kiến, mình ngồi mãi mê mình suy nghĩ theo cái tà kiến của mình, đó là vẫn tạo nghiệp ác như thường. Sao không tạo? Đó. Mình nhớ tâm nó sinh diệt nhanh lắm, trong cái búng tay nó sinh diệt 1.000 tỷ lần vậy đó, tính ra mấy ngàn tỷ cái lộ tình tâm như vậy đó, biết là mình không tạo chứ được. Nó vẫn tạo nghiệp như thường. Thành ra trong ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp đó, nói những lời là thiện pháp, có tâm từ để bảo đảm cho cái đó là cái pháp thiện. Cho mình nghĩ mình thắc mắc gì thì nói đôi khi mình lạc giờ là cái pháp ác mà mình đâu hay. Nam mô Bụt Thầy giá.
là mời huynh Mỹ, mời bàn tay của Hào cầm cái gì, cầm mít đi quý vị, để người này chờ người kia là mất thời gian. Giờ mời Hà nha, thấy huynh Mỹ chạy xuống rồi, mời Hà. Dạ, Nam Mô Thầy. Dạ, con kính lãnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Thư Tôn Đức Tăng Ni, con kính Thầy Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, nãy chị Kim Nhung có hỏi về cái ý nghiệp, thì theo con nghĩ, hồi đó nhưng mà con không biết con có nghĩ đúng, thì cái ý nghiệp là cái một trong những cái nghiệp mà mình phải đáng để lưu tâm hơn. Tại vì nếu nếu cái ý trong đầu mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó cũng sẽ thành một cái hành động. Thành ra cái đó là cái ý con nghĩ, không biết là đúng không, xin Ngài giảng rộng thêm cho tụi con hiểu. Và con kính tri ân Ngài, con xin giao mất lại. Nam mô Bổn Thầy Giả, kinh bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mình suy nghĩ hoài mình không làm gì đó là ý nghiệp, mà mình suy nghĩ mà nó ra tới tai tới cẳng là cái đó là thân nghiệp. Nó mà ra tới miệng là khẩu nghiệp. Thành ra mình có mình cái ý mình xấu mà mình có muốn cho nó này nọ thì còn khỏi hơi cần muốn vậy đó. Thì bởi vì nó automatic là nó cứ nó sanh diệt cho tới khi nào nó đủ năng lực của nó thôi. Nha. Thành ra mình cứ nhớ đó, là chúng tôi có lặp lại trong room này nhiều lần đó, là trước khi nói phải suy nghĩ, trước khi suy nghĩ phải suy nghĩ, và trước khi làm cũng phải suy nghĩ. Bởi vì khi mình không suy nghĩ mà cái điều mình nói có thể là nó là ác pháp không chừng, cái điều mình làm có thể là ác pháp không chừng đó. Chính cái điều suy nghĩ mà mình phải suy nghĩ là cái điều đó nên suy nghĩ tiếp tục hay không, để mình ngưng lại nếu nó là ác pháp. Mà khi mình chưa nói, chưa làm, chưa suy nghĩ, mình là chủ nhân của cái lời nói, cái việc làm và cái sự suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mình nói rồi, mình suy nghĩ rồi, rồi mình làm rồi, là mình là nô lệ của cái sự suy nghĩ đó liền. Đó. Thành ra nghiệp chưa làm, mình đại cho nó là con nợ của mình. Tại vì mình muốn làm gì cũng được. Nhưng mà mình khi mình làm rồi, nó là chủ nhân của mình. Mình nói giờ thôi bỏ ngang quê thì không được. Đúng ngày, đúng giờ thì nó lôi cổ mình ra, là nó phải cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình, cẩn thận trong cái lời nói mình, cẩn thận trong cái thân hoạt động, chứ không ai ấy đâu. Đó. Mình nhớ rằng đó là nó cố gắng mà tập cho mình là có cái niệm trong khi suy nghĩ, trong khi làm, trong khi nói. Đó. Thành ra khi nào ý mình như vậy vậy thì mình phải có cái niệm cho nó chắc chắn, thì để cho nó đừng có thành những cái nghiệp xấu mà nó lại xấu hơn. Nhớ là lặp đi lặp lại thì nó có năng lực, thành ra phải ngưng liền. Nam mô Bổn Thầy Giả. Dạ, mời huynh Chánh Thanh cầm mic à. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con xin kính đánh lễ Sư Chi Đức. Và con xin kính đánh lễ Ngài Liễu Tông, và con xin kính chào Đạo Tràng. Thưa Ngài, con có thêm một câu hỏi nữa. Thưa Ngài, giữa sở hữu tác ý và sở hữu tâm. Sở hữu tác ý là khi mà mình đến cái tệ mà mình sắp... để chuyển tánh, mình để đến đạo và quả, thì theo con nghĩ đó, là sợ, con không biết là sở hữu, nếu mà mình không biết niết bàn là gì mà mình tác ý hướng đến niết bàn, mà trong khi sở hữu tầm là sở hữu bám vào cảnh, mà niết bàn thì không phải gọi là cảnh, mà sở hữu tác ý, mình phải hướng sở hữu tác ý mình mới bắt được niết bàn. Thì con không hiểu, khi mình không biết niết bàn là gì, sao mình tác ý để mình đến bắt được niết bàn. Vậy xin Ngài giải thích giữa sở hữu tác ý và sở hữu tầm cho con hiểu ạ. Con xin cảm ơn Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giả, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Sở hữu tác ý và sở hữu tầm nó không có làm gì cái chuyện gì mà liên quan tới đạo quả cả. Nên nhớ đó, cái người mà giới thiệu cái niết bàn đó cho đạo ấy đó là Khosrapu, nhớ Khosrapu nhà đó. Đó
trí tuệ trong cái tâm khó trả phù cùng với tất cả tâm sở đi theo nó, thì nó giới thiệu ấy. Thành nên nước bạn nó làm hình thức giống như là một cái ý một hướng tâm gì đó mà cho tâm đạo mà thôi, nên nhớ cho lộ đạo mà thôi, lộ khác thì cái đó nó không, cái lộ khác thì nó có cái tâm sở ý một hướng tâm nó giới thiệu cái những cái đối tượng đến cho nó. Còn cái đó, còn cái này đó, tức là những cái tâm sở đi cùng chung với cái tuệ là khốt tham phu nha ná đó, nó giới thiệu niết bàn cho đạo cho quả, chứ không phải là những cái tâm mà khác. Thành ra chỉ nếu mà để cái tuệ chuyển tổng đó lúc nào nó cũng có đó, mà tùy theo cái điều kiện mà ta gọi tên đó. Nếu nó ở trong cái lộ sơ đạo đó, thì mới gọi là tuệ chuyển tổng. Nhưng mà lên cái lộ thứ hai của lộ tu đầu quần hay lên chút đó, thì nó không có lộ chuyển tổng nữa, mà nó có cái tên khác của nó. Thành ra cái đó là một trong những cái mấy. Mà cái thứ hai, cái nữa đó, niết bàn là cảnh. Mình nhớ chuyện đó, niết bàn là cảnh. Nếu mà nói lộ tâm đó, thì nó là cảnh của bốn cái lộ siêu thế đó. Nó là cảnh. Bởi vì tất cả các lộ siêu thế đó bắt đầu từ khốt thấp phu nhà ná cho tới đạo quả rồi kia cùng đó, là nó có cảnh là niết bàn. Mình nhớ niết bàn là cảnh, nhưng mà là nó không phải là không đúng, cảnh của các tâm siêu thế mà thôi. Thành ra trong cách chia đó thì có 11, ngoại trừ 8 cái tâm siêu thế thì nó có 11 cái tâm khác cũng có thể biết cái cảnh niết bàn được, tức là 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm đại di tác hợp trí, 2 tâm thông với 1 cái tâm mãn ô đô quách chân á, tức là tâm ý môn hướng tâm. Thì tổng cộng 11, 12 cái đó với 80 tâm kia là khoảng mười mấy cái tâm đó thì còn có cảnh là niết bàn được, chứ không phải là không. Đó. Nhưng mà nếu biết niết bàn một cách chắc chắn thì chỉ có 8 cái tâm mà thôi. Đó. Nhớ cái đó, tức là 4 tâm đạo, 4 tâm quả. Thành ra mình phải để cái đó, chứ không phải là mình nói bây giờ cái tâm sở tầm hay tâm sở tác ý rồi trong đó nó không có khả năng để nó lôi mấy cái đó vô. Mà nó đòi một cái số tâm sở khác, những cái tâm sở mà nó đi từ đầu đó, nó khoảng mười mấy cái tâm sở đó, mà nó đếm, nếu quý vị mà lật ra 37 tâm trợ đạo đó, quý vị coi tứ niệm xứ đó có bao nhiêu tâm sở chính, và cái thứ hai có bao nhiêu tâm sở chính, thì tổng cộng một số tâm sở đó nó đi dẫn cái hành giả đi lên tới đó, thì cái chuyện mà niết bàn niết gì gì là do cái đám đó nó lo, chứ không phải do ai lo đó. Mình không có lo được, mình nói cho vui, chứ lúc đó mình đâu nữa. Lúc đó cái tâm nó có thật tính pháp là đối tượng, nó có thứ hàng đối tượng thì không có mình trong đó. Vì nếu có mình trong đó thì không còn niết bàn hay thật tính pháp gì cả, mà cũng có tâm sở tầm nó không có còn quan trọng trong mấy vụ đó nữa. Mà những cái tâm sở liên quan tới cái tâm mà gọi là bắt thánh đạo, những bởi vì cái tâm sơ đạo ấy, nhất nó có 36 tâm sở đi theo nó, thì 8 tâm sơ đạo là giống như là chính, còn mà 20 mấy cái tâm sở kia đó nó theo nó phụ để nó giúp cho cái lộ đó, những cái việc mà cần làm nó cần làm, mỗi người làm cái việc là việc cho tới nó thành công cái đó. Chứ lúc đó là không có cái nào là một tâm sở hai tâm sở không có khả năng làm được, làm cái nhóm vậy đó. Mà nó đi theo để nó giúp cái A8 cái anh đó làm gì, A8 đó để tiêu diệt phiền não, bứng gốc bứng phiền não thôi. Mà nhớ 8 cái tâm đó, 8 tâm sở đó, 8 sở mình gọi là bát thánh đạo đó. Nó chỉ làm cái nhiệm vụ đó chứ nó không làm việc khác. Lúc đó dầu rằng nó có là sẩm đít thị hay là chánh kiến chánh gì, nó không có làm việc gì khác ngoài thiệt cái việc mà nó bứng rễ mấy cái phiền não mà thôi, bứng rễ mấy cái tâm sở phiền não mà thôi. Chứ lúc đó là nó không có làm cái việc riêng được. Lúc đó là không có cái vụ mà thí dụ sẩm ma qua cha, tức là ngăn trừ lại qua cha, không có. Nó bứng gốc bứng rễ để sau này cái người mà được cái lỗ đó là không bao giờ nói thấy cái chuyện mà nói bậy nó bạ được nữa, thí dụ vậy. Thành ra quý vị đừng có nghĩ mà nó lên tới đó là nó quan trọng có đâu. Nó đi theo đó để nó phụ 8 ông kia làm cái nhiệm vụ của 8 ông kia mà thôi.
Tức là lộ đạo chỉ có nhiệm vụ là nhổ bứng gốc ngẫu rễ phiền não mà thôi, chứ không làm gì khác hết đó. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, à, con thấy viên đạo tràng vắng và con lên. À, Minh Trai có câu hỏi của Phật tử kìa. Dạ, con cũng sẵn câu hỏi này, con cũng xin Ngài giải thích cho con rõ luôn cái từng bứng rễ có nghĩa là sao ạ? Cái rễ, cái phiền não mình nó có gốc, có rễ, rồi cái bát chánh đạo nó bứng rễ là sao, thưa thượng Ngài? Xin Ngài giải thích để con hiểu hơn ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị. Bứng rễ bứng gốc tức là nó nhổ cái điều kiện để cho mấy cái tâm sở ác độc đó nó không thể phát sinh lại được. Ví dụ như sơ đạo sơ quả, cho tâm sơ đạo phát sinh nó bứng cái gì? Nó bứng có hai ta, nó diệt nhiều tâm nhưng mà diệt khác nhau ha. Nhưng mà hai cái tâm mà nó bứng rễ là thứ nhất là tà kiến, thứ hai là nghi ngờ, tâm khởi hoài nghi đó, và tâm sở tà kiến. Thành ra cái bậc mà sơ quả là không bao giờ còn tà kiến mà cũng không bao giờ còn sự nghi ngờ hết. Đó là hai cái đó là nó bứng luôn, là không có thể phát sinh trở lại được. Còn những cái khác thì nó chỉ làm nhẹ để cho mấy cái tâm đạo khác nó bứng, cho nó bứng không nổi. Ví dụ tâm sơ đạo mấy cái tâm mà như là sân rồi này kia nó bứng không được, mà phải tới cái tâm tam đạo mới bứng được. Thành ra nó bứng rễ bứng gốc là bứng về nó bứng để cái đó không còn khả năng trở lại ẹo ẹo lại nữa, bứng luôn. Còn có những cái nó bứng được mà nó chỉ đè xuống mà thôi. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ con thấy Kim Nhung đã xa thú rồi. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Phật tử Quỳnh có hai câu hỏi. Nhật Quỳnh xin phép bóp từ câu nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép bóp câu một trước để Ngài trả lời xong câu một rồi Nhật Quỳnh sẽ post câu hai. Dạ, trong khi Nhật Quỳnh bóp câu hỏi, Ngài trả lời quý vị nào mà có đưa bàn tay thì cứ việc sắp hàng. Dạ, Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ kính thưa sư, con có hai câu hỏi sau đây. Câu một, khi một thiền sinh hành thiền Vipassana, tâm rơi vào tưởng, lạc mất đề mục thiền, thất niệm, thì có phải là họ hành thiền tưởng không? Dạ, Nam mô Bích Thai. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị. Chư thiền là chư cha ná đó, là thứ nhất là quan sát đối tượng, thứ hai là bứng gốc bứng rễ những cái pháp là kẻ thù của cái pháp mình đang hành đó. Khi mình quan sát đối tượng tức là chỉ cho thiền chỉ mà bứng gốc bứng rễ cái những cái trở ngại của cái pháp đó đối với các cái làm cho mình nó không có được an vui đó, thì cái đó gọi là thiền minh sát. Thành ra cái chuyện mà cái tâm mình lúc nào cũng có tưởng hết đó,
mà mình nói mình rơi vô tưởng mất cái đó gọi thiền tưởng, không có cái danh từ nào trong Phật pháp gọi là thiền tưởng hết á. Nó nhớ chuyện đó, trong giáo pháp Đức Phật không có cái chữ nào là chữ thiền tưởng hết á. Bởi thiền là pháp quan sát đối tượng, hoặc là cái pháp đó nghĩa là bứng gốc bứng rễ những cái kẻ thù của cái thiền pháp của mình đang hành, thì làm sao mà rơi vào cái thiền, gọi là thiền tưởng được. Một khi mà mình đang quan sát đối tượng đó, mình bị lạc mù gì, mình buông thở cái đề tưởng đó, thì cái đó nó không gọi là thiền tưởng được đó. Mà lúc đó mình có thể mình dùng những cái pháp nào để gọi, nhưng mình gọi là thiền là không được. Bởi vì mình đã rời khỏi cái trạng thái của cái người đang hành thiền rồi, thì sao gọi thiền tưởng được. Mà nó nhớ không phải là hành thiền mà mới lọt vào tưởng. Cái tưởng ở đây đó, nó đi trong mọi, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm cái pháp nó luôn luôn đi chung với nhau. Đó. Thành ra khi mình hành thiền đó, thì nó cũng có năm cái pháp đó, như không mỗi cái tâm nó phát sanh thì có đủ năm cái pháp đó. Đó, mình không có nói lạc chỗ này lạc chỗ nọ được. Thành ra chưa, không có chữ thiền tưởng đâu. Nhưng mà khi mình làm rơi, mình mất cái đề mục mà mình đang quan sát, thì mình phải trở lại bằng mọi cách. Ví dụ như mình đang quan sát hơi thở đó, quan sát cái điểm tiếp xúc của hơi thở vô sống một cái dằn của lỗ mũi đi. Mà bây giờ đó tự nhiên cái tâm mình nó bị cái âm thanh nào nó vô tai mạnh quá, làm cho mình giật mình, cái là mình mất cái đó, thì mình kéo cái tâm mình phải trở lại cho đó, quan sát tiếp tục. Chứ không phải cái đó không phải là thiền tưởng, mà cái đó là rớt ra khỏi những cái đề mục mà mình đang hành vậy thôi, chứ không có chữ nào là thiền tưởng. Đó là Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Ngài. Dạ, còn câu hỏi thứ hai. Thiền tưởng, tưởng trong thiền khác với sở hữu tưởng như thế nào ạ? Và khi rơi vào tình trạng tưởng, khi hành thiền thì thiền sinh nên làm gì thưa sư? Kính xin sư hoan hỷ giúp ý cho con. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị. Chúng tôi nói rồi, thiền tưởng là không có rồi. Khi nào mình rớt ra khỏi cái đề mục của thiền đó, thì mình kéo tâm về trở lại chỗ đó để quan sát cái gì nó đang phát sanh. Nha. Đó là nếu mà mình hành về thiền chỉ. Còn nếu mình hành về cái thiền minh sát đó, mà mình có đủ năng lực để hành cái đó đó, thì lúc đó mình quan sát cái tâm mình có gì, thì gọi là quan sát tâm quán niệm xứ. Nó tâm có tham mới có tham đấy đấy đó. Thành ra thường thường đó mình đọc kinh điển mình không hiểu, tại vì có những cái chữ đó là mình chỉ hiểu theo tiếng Việt thì nó không có dính dấp gì cái pháp mình đang hành đó. Ví dụ khi mình nói cái tâm có tham biết có tham, chữ biết chỗ đó đó nó không có nghĩa là thấy biết nhớ chuyện đó. Chữ biết cho nó đồng nghĩa với chữ diệt, tức là tâm có tham mà mình nhìn được cái tham đó, cái nó diệt liền. Tại vì cái tâm mà biết tâm có tham nó là một tội thiện pháp, mà tâm tham là ác pháp. Thành ra thiện pháp nó phát sanh để nó biết ác pháp, thì ác pháp nó phải diệt, chứ không thể nào còn ngồi đó cho mình quan sát, cho mình thấy tiếp chứ. Ngồi đó mình thấy tiếp, không có thấy tiếp. Thành ra chữ biết chỗ đó có đồng nghĩa với chữ làm cho nó diệt đi. Tức là mình nói mình biết, tức là mình đang làm cho cái tâm tham nó diệt đi. Nên nhớ chuyện đó. Thành ra khi nào mình rớt vào cái tình trạng mà cái không còn tâm thiền, cái đó gọi là phóng dật đó. Khi nào là phóng dật thì ráng cố gắng dùng cái niệm để kéo tâm lại cái chỗ mà mình để mình quan sát đối tượng đó. Mình coi nó còn thì quan sát tiếp, mà nó không còn thì để nó, cái gì đang có thì quan sát cái đó. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú con thánh, thấy Phật tử Quỳnh và đạo tràng đã tri ân Ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, bây giờ rất là sa thú kính cảm ơn câu hỏi của quý vị rất nhiều. Dạ, mời Quỳnh Mỹ nha.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đến lễ ngài, con kính đến lễ quý sư và kính chào quý đạo tràng. Dạ, kính hỏi ngài, lúc mà hành giả hành tâm niệm xứ mà những cái tâm bất thiện nó khởi lên mà nó những tâm bất thiện yếu nó khởi lên thì niệm nhìn thấy nó thì nó không còn hiện hữu nữa, nhưng mà những tâm bất thiện mà nó mạnh á, nó khởi lên á, thì cũng vẫn nhìn thấy nó nhưng mà nó không biến đi mà thấy cái sự vận hành của nó, cái sự thỏa thích và thèm muốn của nó, cái trạng thái của nó, nhưng mà buông nó không được. Thì hành giả, một là có nên đè nén nó, tìm cách để đè nén nó, hai là hành giả có nên nhìn nó, cái sự vận hành của nó như thế nào, và liên tục nhìn nó. Thì trong hai trường hợp đó, kính hỏi ngài cho chúng con được biết lúc nào nên dùng cái đè nén và lúc nào nên nhìn cái trạng thái của nó, sự tiến triển của nó như thế nào. Vẫn biết là mình đang thua cuộc với nó, nhưng mà mình có nên nhìn nó, vận hành của nó như thế nào không sư? Dạ, con kính xuống, kính tạ ơn sư. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy. Giá kính bạch Thế Tôn, giá kính thưa cho quý vị. Mình nói nó, mình thấy nó mà nó không chịu việc đó, cái đó là tưởng không người lái đó. Bởi vì khi cái tâm thiện nó phát sanh thì cái tâm ác nó không thể còn lại được. Tâm mỗi lần phát sanh một sát na, một sát na đó thiện là thiện mà ác là ác, chứ không thể nào nó vừa thiện vừa ác được. Đó, một tâm thiện nó phát sanh lần cả hàng ngàn ngàn cái lộ trình tâm vậy đó, nó là tâm thiện. Thành ra khi mà tâm thiện nó phát sanh thì không thể nào nói cái ác nó lẩn dẫn trước mặt mình. Nhưng mà trong trường hợp đó mà mình vẫn thấy nó lãng vãng là tại sao? Tại vì cái tâm thiện mình vừa sanh lên để thấy nó thì mình, cái tâm thiện nó bị nó diệt, chứ không phải là mình diệt cái tâm ác mà nhớ chuyện đó. Thành ra khi thiện là thiện mà ác là ác. Thành ra khi cái thiện nó mạnh đó, thì cái điều kiện mà mình đang quan sát đó, nó rõ ràng. Mà khi cái điều kiện mình yếu đó, là nghĩa là mình nói là phiền não mình nó mạnh hơn đó, thì cái tâm thiện mình đang hành dùng để hành thiền đó, nó bị diệt liền. Chứ không có cái vụ mà đè nén gì đó, không thể làm được cái chuyện đó, nên nhớ không thể làm được chuyện đó. Bởi vì một là nó còn, hai là nó mất mà thôi. Đó. Chứ nó không có lãng dạng mình đè nén được. Nhưng mà nó đi trở lại, tại vì tâm sinh diệt rất là nhanh, là mình tưởng nó còn chứ không phải. Ví dụ như cái tâm thiện nó phát sinh 1.000 tỷ lộ trình tâm, thì trong 1.000 tỷ lộ trình tâm đó không thể nào có ác pháp được, mình nhớ chuyện đó. Mà khi mà sau 1.000 tỷ cái lộ trình tâm đó rồi đó, mình cái tâm đó nó trở lại thì cái thiện pháp mình nó đã bị cái thằng kia nó đè rồi, tức là cái lộ trình tâm nó chỉ là ác pháp mà thôi, nên nhớ chuyện đó. Thành ra khi nào mà cái đó nó ấy đó, là mình hành thiền cái kiểu mà khi mà nó lên mà nó cái nó eo eo lại rồi mình đè nó, mình làm cho nó mất rồi nó nhảy lên đè mất liền ấy lại đó, thì lúc đó mình nên nhớ rằng mình phải coi lại cái điều kiện là cái đối tượng đó nó có phù hợp với cá tánh của mình hay không, nên nhớ vậy đó. Bởi vì nó không phù hợp cá tánh của mình nên mình quan sát nó không có kỹ càng, không chính xác, nên nó mới có khả năng trở đi trở lại. Mà nếu mà không phù hợp với ấy thì mình lựa cái đề mục nào nó phù hợp. Quý vị nên nhớ cái thiền gọi là thiền tứ niệm xứ đó, một đối tượng có thể quan sát cả 4 chuyện chứ không phải là mình nói ở đây tôi chỉ dạy niệm thọ, đây tôi dạy tâm, nói cái đó là không đúng. Một đối tượng có thể quan sát thân thọ tâm pháp đủ, chứ không thể nào mà nói là ở đây chỉ dạy quan tâm thôi chứ không có mấy quan khác được, nói cái đó là gì, thiệt sự đó là nói sai. Nhớ vậy đó, không? Đó, ví dụ hơi thở quan sát được điện. Thứ nhất là hơi thở mình quan sát theo cái thiền chỉ. Đó, tức là mình đếm mà thở ra vô đếm một đó đại khái mình kêu theo thiền chỉ, quý vị coi trong thành tinh đạo sẽ thấy. Hoặc là dùng hơi thở để quán tâm, dùng hơi thở để quán thọ, dùng hơi thở để
quán thân quyền hoặc là quán pháp đều được hết, chứ không phải là mình nói là ô cái hơi thở này chỉ quán thân, không phải. Chúng tôi có giới thiệu cái chỗ mà quý vị tìm ra những cái này đó, mà tại quý vị không chịu nghe chúng tôi cũng đọc thôi. Quý vị vô trong tương ưng bộ kinh đó, quý vị đánh cho tương ưng niệm xứ, tương ưng niệm xứ, trong đó có 51 bài kinh tất cả, nó nói đầy đủ cái chuyện đó, đó. Quý vị quán nhiều khi đó đương thở vô thở ra cái thọ lạc mà nó mạnh quá, nó phát sanh đó. Thí dụ như quý vị đang thở vô mà quán theo quán thân đi, nhưng mà cái tự nhiên cái thọ đó nó dựa vào cái sự an vui của cái quán cái đó đó, nó mạnh quá thì quý vị làm sao? Thì quý vị phải quán dùng hơi thở mà quán thọ như sao ấy. Thành ra trong cái bài kinh tứ xứ nó có 16 đoạn là vậy đó, 16 đoạn đó là chỉ kinh nhập thức tức niệm á, tức là kinh về hơi thở đó, có tất cả 16 đoạn. Cái bài kinh nó dành cho hành thiền tứ niệm xứ. Đó. Một bài kinh khác nói về Anapanasati, tức là hình như là có ai dịch an ban thủ ý gì đó, thì đa số là dùng thiền chỉ, dùng để hành thiền chỉ. Nhưng mà trong bài nhập sức tức niệm đó, tức là bài kinh đó nó có 16 đoạn tất cả đó. Thì mỗi 4 đoạn đầu là hành niệm thân, 4 đoạn giữa hành niệm tọa, 4 đoạn giữa kế hành niệm tâm, và 4 đoạn cuối cùng là niệm vị pháp. Đó. Thì bây giờ quý vị cứ vô tương ương niệm xứ trong bài kinh tương ương kinh, nó có 51 bài kinh vậy đó, nói rất là nhiều chuyện. Quý vị có thể hiểu được cái kinh tứ niệm xứ như thế nào, chứ không phải giống như thời xưa giờ mình vô cái hay thầy sư có kinh nghiệm nhiều về thì quán thân cái dạy đứng quán tại đầu đuôi cái quán thân rồi đầu đuôi khỏi quán, cái đó là không nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Và con cũng thấy đạo tràng sa thú lắm rồi. Dạ, con cũng sa thú luôn. Dạ, tại vì cảm ơn câu hỏi của Quỳnh Mỹ rất là nhiều. Dạ, nhà Quỳnh Mỹ hỏi mà con hiểu được một chút về thiền. Chứ con thì dốt lắm. Nhưng mà hôm nay, Quỳnh cảm ơn quý vị có những câu hỏi rất là hay. Dạ. Ngài trả lời cũng rất là cặn kẽ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời đạo tràng. Còn bàn tay nào nữa không? Đưa lên. Dạ, cảm ơn huynh Mỹ nha. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Nam mô Sang Ca. Dạ. Dạ. Tiếp theo câu hỏi đó thì con có thêm một câu hỏi là có nhiều lúc thì những tâm bất thiện nó khởi lên thì con nhận thấy được nó. Rồi thì con coi nó như là người bạn xấu của con từ hồi xưa có mặt, thì và bây giờ con không thèm chơi với nó nữa, thì con tác ý con nhìn qua con trở lại cái việc con đang làm, thì nó không có kéo ra tâm của con ra khỏi đề mục của con đang làm, như là con đang làm việc cho ví dụ, thì như vậy có được không sư? Thì ý của con nói là có những lúc cái tâm bất thiện nó khởi lên và con nhận thấy nó, mà nó không chịu đi, một khi con nhìn nó không chịu đi, nhưng mà nó không đủ mạnh để mà kéo con ra khỏi cái đề mục con đang làm. Thì cái con tác ý con nói bây giờ ngươi như là người bạn xấu của ta, biết được hồi đó tới giờ, bây giờ ta không thèm chơi với ngươi nữa, bây giờ ta chú tâm vào cái đề mục chính của ta đang làm, thì một chút xíu thì nó tự động nó không còn hiện hữu nữa. Vậy làm như vậy có được không Ngài? Dạ con kính tạ ơn Ngài. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Đà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chuyện mà quên kể đó không thể xảy ra, bởi vì trong một lộ trình tâm đó, mình nói một lộ thôi, nó có 17 sanh à tối đa. 17 na chỉ là một loại tâm mà thôi, đó là tâm thiện thôi, chứ với tâm quả, thí dụ như mình thấy cái lộ ấy đó, chứ không thể nào tâm ác nó vô được đó.
Thành ra nhưng mà thí dụ nó đưa cái tâm thiện mình đương làm việc thì cái nó bị cái gì đó bị trục trặc, hay là cái tâm mình nó lơ đãng giống cái tâm ác nó có thể phát sanh. Nó phát sanh nếu mà có tâm thiện mình nhìn được nó là nó phải mất, chứ làm sao nó không mất được. Nếu nó không mất thì nó trà trộn vô chỗ nào đó, nhớ vậy đó. Không thể nào mà nó không mất được đó. Mà nó không mất mà mình cứ nói, mình nghĩ mà nó không chịu mất mà kiếm dùng cái đó trời. Nghĩa là giống như cái danh từ chúng tôi nói lại đó, tức là tưởng không người lái đó. Sao được? Một là thiện pháp, hai là ác pháp, chứ không thể nào mà một bộ định tâm mà vừa thiện pháp vừa ác pháp được đó. Nếu là một định tâm mình làm một cái gì thì mình nghĩ, ví dụ như cái lộ định tâm đó cần mà 30 lộ định tâm để thấy cái đó đi. Thì trong 30 lộ định tâm đó không thể nào mà mình có tâm thiện cho đó mà ác pháp nó chen vô được. Phải chờ dứt 30 lộ định tâm nó mới chen vô, hoặc là chỗ nào mình sơ hở đó. Nhưng mà sơ hở là phải hết cái lộ định tâm đó, nó mới chen vô được. Chứ còn nếu mà chưa hết lộ định tâm là không thể chen được. Đó. Thành ra cái chuyện mà mình nói là nó không chịu đi, nói dễ thì nói ra được. Nó automatic là nó phải mất thôi. Cái tâm mình có thiện pháp là cái những ác pháp nó automatic là nó phải mất thôi. Bởi vì nó đâu có dựa chỗ nào được. Ví dụ như mình nói giờ mình nói là cái thần kinh mất đi. Thì cái khi mà nó vô vậy đó, nó vô vậy thì nó tới chừng nó xuống động tóc. Mà bắt đầu từ cái bên chả đô quách chánh á rồi chặt khủ nguyên gian rồi sống ở tịch chánh á sảnh tiên á sờ vô thập phân á rồi động tóc bảy khả nạ treo ná chánh á bảy khả nạ. Mà trong bảy khả nạ đó như vậy đó thì nó không thể nào nói cái gì khác, nó chen vào những cái thiện pháp mà thôi, nhớ vậy đó. Thành ra nó cái chuyện mà nó thấy nó mà nó lãng giảng, nó không chịu đi cái đó, nó nói tưởng tầm bậy rồi, chứ không có đúng ha. Vậy đều phải coi lại nhìn cho kỹ đàng hoàng đi rồi sẽ biết, nó không phải. Nhưng mà khi mà những cái lộ trình tâm mà nó phát sinh nhanh như vậy đó, thì giữa những lộ trình tâm nó có số cái phá quan khá đó. Thành ra khi mà cái phá mình đang có niệm đó, thì cái phá quan khá đó nó phát sinh đích lắm. Thành ra từ từ ác pháp nó chen vô không được. Nhưng mà khi mà cái sự lơ đễnh của mình, cái sự thất niệm của mình đó, lâu thì giữa những cái đó là nó phải trở lại cái lộ mới, thì cả pháp mình phát thành cái chỗ bắt đầu lộ mới đó. Đó. Thành ra khi cái lộ cũ mà nó vẫn tiếp tục theo với cái tình trạng của nó rồi đó, thì không bao giờ có cái pháp vô được đó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy mình Quỳnh Mỹ dạ liên tục, vậy là Quỳnh Mỹ đồng ý rồi. Dạ, nhà xã thú, dạ. Cảm ơn đạo tràng, dạ. Cảm ơn Quỳnh cho như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bạch ngài, con nghe cái câu hỏi của Quỳnh Mỹ. Con thì không biết về thiền, nhưng mà con hiểu như thế này. Ngài nghĩ giùm con coi, ngài giảng dạy giùm con. Có khi cái tâm ác của mình nó đang nổi lên. Ví dụ như con đang giận một ai đó đi, thì con nghĩ con sẽ có cách để nói người này sao cho người ta đau lòng. Mình không nghĩ tới đánh ta thôi, nhưng mà mình sẽ nghĩ đó, mình nói sao cho họ đau lòng. Nhưng mà cái tâm thiện mình nó nổi lên, nó nói mình không được làm gì. Nhưng mà giống như Quỳnh Mỹ nói là nó không đủ mạnh. Vậy có phải là nó sanh lên tâm thiện ác nó sanh liên tục, nó nhanh quá nên mình cũng... mình cứ nghĩ là nó có một tâm phải không bạch ngài? Dạ, con kính thân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn thầy, dạ, kính thưa chư quý vị. Khi cái lộ trình tâm nó phát sanh mà nó phát sanh rồi đó, mà ác pháp muốn chen vô, nó mình cũng đã có bao nhiêu ngàn cái lộ trình tâm rồi, cái nó tại vì đó mình cứ nhớ cái chuyện cũ đó thì cái nó kích thích cái đó vô. Thì khi mà mình nhìn ra nó kẹp thì dĩ nhiên là nó phải ấy, chứ còn đó mình nói mình đuổi nó không được là không được, nó đuổi nó được. Còn nếu mình đuổi nó không được đó, thì khi mình thấy nó mà nó diệt trong một vài chục ngàn cái lộ trình tâm đi, thì trong nhà ngàn lộ tâm mình có thể đối tượng để cho cái đó nó không trở lại được. Đối tượng như thế nào? Thay vì mình nhìn tới nó thì ác pháp nó phát sanh, bây giờ mình không nhìn tới cái người mới chửi mình qua nữa, mà nhìn vô
một bức tượng của Đức Phật trong cái chùa nào mình tới, hay là nhớ tới cái tháp của Bồ Đề Đạo Tràng này kia dùng, thì làm sao mà nó còn được, thấy không? Bởi vì thí dụ như mình nhìn hay là mình niệm được Nam Mô Tát Xà Phật Quá Tô đi nữa, mình niệm câu đó và ác pháp nào nó chung vô, nó mới chung được, là tại vì mình không có đổi đối tượng đúng lúc hoặc là kịp thời thì nó mới chung vô được. Nhưng mà mình đổi tượng vậy đó, đấy. Nhưng mà cái chuyện sai lầm nhất của mình đó, là mình đang giận nó mà mình rải từ cái chuyện đó, mình nói chơi chứ làm sao mình làm được. Mình giận nó mình rải từ gì đó, mình phải đổi đối tượng. Chứ cái đứa mình đang giận mình rải tâm tự nó sao được. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện là khi nào mình giận nó, mình giận nó mình rải tâm tự nó, cái chuyện đó nó chơi chứ nó thiệt nó không được. Thành ra mình phải đổi đối tượng trước khi mình làm chuyện gì đó. Thường thường cái đối tượng mà nó thu hút là đối tượng mình thường thường làm thường xuyên hàng ngày đó. Ví dụ như trước khi mình ngủ mình cũng niệm dẫn Đức Phật, Đức Pháp rồi Đức Tăng rồi này kia, rồi sáng thức dậy trước khi xuống giường cũng niệm đó, thì nó có khả năng để dính trong cái lộ trình tâm của mình. Hay là khi nào mình nghĩ tới là cái tâm nó sẽ xuôi về cái đối tượng đó mà nó bám lấy cái đối tượng đó, thì nó giúp cho mình là để những cái ác pháp nó không chen vô, nó phá hết được thôi. Nhưng mà do ác pháp nó có chen vô nữa thì cũng dài lâu tâm rồi mình kéo lại, nhưng mà kéo lại là cả hai đều không có năng lực hết á. Thành ra người mình càng ngại làm cho cái thân này mệt chứ không có gì đó, vì nó nhớ vậy đó. Bởi vì khi mà cái ác pháp mà nó phát sanh, nó nhất là tâm thân nó phát sanh đó, nó làm cho cái tim mình đập mạnh lắm. Mà khi tim đập mạnh đó, mà cái máu bình thường đó, nghĩa là trong số chú giải ghi mấy cái vị mà có cái thần thông đó, người ta nhìn những cái người đang giận đó, tại sao mặt đỏ, máu trong tim nó đen, thì khi nó bơm ra ngoài thì nó bớt cái đen, nó thành đỏ là gì đó. Thành ra khi mình giận nó làm cho người mình dễ mệt, dễ này dễ nọ lắm. Mà khi mình cái mệt rồi đó thì cái hạch thái giáo quá thụ nó càng mệt thêm, cho mấy cái tâm mà đại thiện mà kia nó không có, nó nương vào đó để nó phát sanh tới thiện không được đó. Thành ra cái đất ra đất vô hoài đó. Cái đó là liên quan tới cả ngũ quẩn này chứ không phải liên quan tới một cái. Bây giờ khi mình học diệu pháp hiểu, mình sẽ thấy mấy cái đó nó rất là vi tế, nó giúp mình rất là nhiều đó. Thành ra tập học kia để cho biết những loại sách pháp, loại danh pháp nào để kiếm dùng đó là mai mốt. Thay vì bây giờ mình giận nó, mình đuổi nó đi không được, thì mình cứ nghĩ tới những bài học về tâm sở rồi này kiếm dùng, nó cũng giúp cho mình cũng giống như mấy cái khác vậy đó, chứ mới không đó. Đó là khi mình biết được mấy cái đó là giúp cho tâm thiện phát sanh dễ hơn. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lên thầy. Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy cho con hiểu được thay đổi đối tượng. Con thấy cái điều này chắc con làm được bất ngài. Tại vì ví dụ mình đang giảng ngài đi mà mình nhìn lên cái tượng Phật, vậy là mình được thay đổi đối tượng, phải không bất ngài? Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của anh nha. Rồi mời anh nha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con xin có một câu hỏi là khi mà mình ngồi hành thiền á, thì cái hành thiền lâu rồi thì một hồi cái cơn đau tê chân của mình nó đến, thì con nhìn thấy được cái cơn đau đó và con quan sát xác nó, rồi con thấy được cái tâm nó tác ý rằng là chỉ là cơn đau và cứ việc đau không có gì phải sợ hết. Thì không biết là cái tác ý của con khi con hành thiền như vậy thì nó có đúng không hay là nó sai ạ? Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Lại thêm một cái vị tưởng nữa rồi. Nên nhớ mà đừng nghĩ là ngồi thiền, ngồi là thiền. Nên nhớ đó, đi đứng nằm ngồi là phương tiện để mình tập trung tư tưởng vào cái điểm gì đó. Thành ra khi mình ngồi, có thể là cái thế ngồi mà nó không thăng bằng, nó làm cho những cái triệu chứng nó phát sinh, thì mình nên thay đổi quay nghi. Chứ không phải mình thay đổi cái đối tượng mình quan sát đó. Bởi vì khi mà cái đối tượng mình quan sát mà lúc đầu mà nó êm rồi là biết nó phù hợp với cá tánh của mình. Nhớ vậy đó.
Thành ra nếu mà cần phải đổi là nên đổi quan nghi, chứ không nên bây giờ nên đổi những cái đối tượng mà nó đã giúp cho mình có cái sự an vui dễ quan sát trong đó, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì ngồi không phải là thiền, quý vị nên nhớ chuyện đó, đi đứng nằm ngồi không phải là thiền. Thiền là công việc làm của tâm chứ không phải công việc làm của thân. Đó. Thành ra đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cho cái tâm mình nó thoải mái trong việc quan sát các đối tượng mà thôi. Thành ra khi mình cần thay đổi là nên thay đổi quan nghi, chứ không nên thay đổi cái sự quan sát của mình. À, mình nhớ chuyện đó. Về làm thử lại tới coi từ sau trình pháp tiếp. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, con thấy Oanh đã tri ân Ngài rồi. Dạ, Thanh Hoàng cũng tri ân Ngài rồi. Dạ, Hạ cũng tri ân. Dạ, rất là hoan hỷ với câu hỏi của Huỳnh Phan. Dạ, bây giờ quý vị còn câu hỏi không? Còn bàn tay nào đưa lên không? Nãy giờ thầy Thanh rất là ấm với những câu hỏi của quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Còn mấy vị mà thiện nam, mấy bài đưa lên đi. Dạ. Rất là hoan hỷ với những câu hỏi của quý vị. Thôi mời Hà nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con có câu hỏi thưa Ngài. Cái hồi nãy Ngài có nói về cái sắc na tâm đó, thì con thấy là trong trong bảy sở hữu biến hành xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, thì nếu mà nó con học thì thấy nó nói đi với 121 cái tâm, thì có nghĩa là nó cùng khởi sanh trong một sát na, và không có cái nào nó cùng đồng sanh, chứ nó không có cái nào đi trước mà cũng không có cái nào đi sau, hoặc là thi theo tuần tự. Và con hiểu như vậy, không biết có đúng không, xin Ngài cải kiến tri kiến của con ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài, con xin giao mic lại. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch Thế Tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị. Nghĩa là một cái tâm nó phát sanh, nó có tối thiểu 7 tâm sở đi theo nó. Ví dụ như ngủ xong thức á, nhãn thức, nghĩ thức rồi này kia xong đó, một cái tâm phát sanh này nó có 7. Có tâm khác nó nhiều hơn, ví dụ như ngủ môn hướng tâm này nó có tới 10, ví dụ vậy. Thì tùy theo cái tâm đó, đó thì mình biết đó nó có cả tâm sở đi theo. Tâm sở mình đi với nó đó. Có một số tâm sở có khi đi khi không. Theo giờ học tâm sở thì phải để cái đó. Nó có khoảng 11 loại tâm sở đó. Có khi có khi không. Ví dụ như tâm sở ngã mạn. Có khi tới cái tâm tham mà ly tà phát sanh có ngã mạn, có khi không có. Đó. Anh em phải biết. Hoặc là ba cái tâm sở mà giới hình đó, mà nếu ở trong hiện thế đó, có khi có thì không. Khi có lúc nào. Thí dụ mình thọ tạm quyền ngũ giới đi. Thành ra khi nào mình thọ giới thì cái tâm nó liên quan tới cái khẩu, thì tâm sở sống mơ qua trà nó phát sanh. Chứ cái hai cái tâm sở kia nó phát sanh trong ba tâm sở giới mạnh. Thành ra đó là những cái mà mình cần phải học để hiểu. Để chứ không phải lúc nào nó cũng chắc chắn vậy. Nhưng mà khi mình học thứ nhiều nên nhớ vậy đó. Mà mình không hiểu cái đó mình cứ tưởng vậy. Thí dụ như nói là cái tâm tâm đại thiện là hợp trí thứ nhất, có 38 tâm sở đi theo nó. Nói cái đó là nói một cách tổng quát, nhưng mà không có cái tâm sở nào mà có đủ 38 tâm sở đi theo như vậy. Nên nhớ chuyện đó. Tại vì trong đó chắc chắn thì chỉ có 33 thôi, tức là trừ 3 tâm sở giới phần và 2 tâm sở vô lượng phần. Với hai tâm sở vô lượng phần có khi có hay không mà nó không có đi chung. Ba tâm sở giới phần vậy, có khi có hay không mà nó không có đi chung. Nó nên phải coi đó, nên biết cái chỗ nào trừ ra, chỗ nào trừ ra, chứ không phải lúc nào nó cũng tôi học cái 38 là nó phải 38 phải. Có khi không có đủ chắc chắn thì đấy đó, tức là mình trừ mấy cái tâm sở mà khi có hay không thì phải biết cái tâm sở bao nhiêu, phải học cho kỹ mới đó. Để khi nào mình nói pháp nói đồ nó mới chính xác, hay là mình học hành gì nó mới chính xác, chứ lúc nào mình cũng tưởng nó có ba tâm sở với phần là nó đi theo chung, bởi vì nó là nhóm mà.
đầu cái đó là mình tiêu luôn á, nó không có đi chung được. Nếu mình cái những cái giới mình không, nó không có liên quan tới cái miệng của mình thì cái sẩm mà qua trà nó đâu thèm vô mình đi, khi nào liên quan tới nó mới vô chứ. Đó là nó phải học mấy cái đó cho kỹ, thì khi mà mình nhìn cái đó nó biết, chứ không phải lúc nào nó cũng vậy. Có những tâm thành ra tâm từ trên tới xuống, ví dụ như cái tâm sở có khi 19, có khi 20, có khi cao nhất là 38, nhưng mà nó cao nhất thì không tới, cao nhất là có thể có được là 36 ở trong tâm tâm siêu thế đó, 36. Chứ còn không phải lúc nào nó cũng phải có những cái tâm nó tâm sở nó có lúc có lúc không. Rồi phải học mấy cái đó cho chắc, để khi nào nhớ to nhớ thấy tâm đó rồi phải nhớ tới nó để trừ ra thì nó mới chính xác. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ thưa ngài, con xin sám hối, có thể con đặt câu hỏi không có được rõ ràng. Dạ, cái ý của con hỏi là trong 13 tâm sở tự tha đó thưa ngài, thì có 7 cái tâm sở biến hành đầu tiên, thì theo con học thì nó đi theo với 121 cái tâm, tất cả tâm nào cũng đi theo nó, mà cái con muốn hỏi là cái sự đi ở cái sự đồng sanh này á, là nó đồng sanh cùng một lúc trong một sát na, con không có một cái tâm nào, không có cái xúc hoặc là cái thọ nó cái đi trước hoặc là đi sau, thì cái đó là ý con hỏi. Và dạ, con kinh xin trao mít lại, con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy. Gia kinh bạch cho tôi mà. Dạ, kính thưa quý vị, thì 7 cái tâm sở là lúc nào cũng có hãy tâm nào phát sanh đẹp tối thiểu phải có đó, nhưng mà cái tối thiểu đó là chỉ cho cái sự đồng sanh đồng nhất của nó, nhưng mà mình dựa vào cái tối thiểu thì mình chỉ biết cái tối thiểu đó thôi, nhưng mà cái tâm sở mà nó phát sanh đó đồng sanh với cái đó là đúng là 128 cái tâm. Nhưng mà chỉ có 3 cái tâm sở ấy, 7 tâm sở, 10 tâm sở chứ, 10 tâm sở không có những cái tâm khác, tâm sở khác phát sanh thì cũng có 7 cái đó, thì có 10 là cái. Nhưng mà mình phải biết vậy chứ không phải lúc nào mà nó cũng cái số đó, cái số thành đó, nó khác nhau, thành nó khác nhau. Nhưng mà mình nói ví dụ như 7 tâm sở đó trong trong 21 tâm lúc nào không có nó thì cái đó đúng. Nhưng mà mình phải nhớ rằng cái tâm sở mà đi tới nhiều tâm nhất là 13 cái tâm sở ở trên đó. Nhớ thôi, 13 tâm sở ở trên đó. Nhưng mà 7 cái tâm sở thì nó đồng sanh đầy đủ, còn 3 cái tâm dưới đó, 7 6 dưới đó, 6 dưới đó thì nó có hay có hay không, mà nhớ đó thì có hay không đó. Thành ra còn những cái tâm khác cũng vậy, thành ra nếu mình nhớ tâm sở mà thì 7 tâm sở đó lúc nào nó cũng có mặt. Đấy, một trong 121 cái tâm phát sanh này nó sẽ có mặt 7 tâm sở đó. Nhưng mà mình nói chung, chúng tôi nói chung để cho quý vị có thể tính là bất cứ lúc nào là mình tính và sai lệch, nó có nhiều chuyện để nói gì với vấn đề tâm sở này lắm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy quanh Phan đã hạ thú rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị mời những câu chết chát ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Cảm ơn Quỳnh Mỹ nhiều nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tam Mạ. Dạ, Nam mô Sang Ca. Dạ, con kính chào ngài. Kính đến lễ ngài, con kính chào đạo tràng. Dạ, tiếp theo câu hỏi của cô Oanh hồi nãy về lúc mà tọa thiền đó ngài. Thì nếu mà hành giả đang ngồi tọa thiền và ngồi lâu thì hành giả cảm nhận được cái cường độ cứng của cái chỗ nào đó trong cái thân, như là cái chân đi, thì cảm nhận được cái cường độ cứng của nó và cái sức nóng của nó càng ngày càng gia tăng ở chỗ nào đó trong cái thân, và nhìn thấy được cái tâm nó đang nổi sân. Ví dụ như nếu cái tâm đang nổi sân hoặc là không nổi sân thì hành giả cũng nên ngồi như thế ấy, chứ đâu có cần phải thay đổi oai nghi đâu hả ngài. Nếu mà hành giả thấy được những cái cường độ
của cái sắc pháp đó và thấy được cái tâm của ngài của hành giả đang hiện bày như thế nào thì cái đó là cũng quá thì cũng được mà hả ngài, chứ đâu cần phải là phải đổi oai nghi. Dạ cái dạ con xin xuống mít. Dạ tạ ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, khi nào mà nó làm cho mình những cái đó nó làm cho cái trở ngại trong việc quan sát đối tượng thì nên đổi. Bởi vì có nhiều người đó vô ngồi rồi ngồi cứng vậy đó mà không lâu quan sát đối tượng mà nó chống đỡ cái đau cái tê đó, cái đó thì không có nên. Anh nhớ cái chuyện đó ha. Mà đa số vậy nghe rồi được người ta khen cô này vậy mà ngồi tới tiếng 15 phút, tôi ngồi có mấy chục phút ê nó tê rồi. Mình nghe mình đã quá nội cái đã đó, tức là biết rồi. Mình thư giỏi rồi. Anh nhớ chuyện đó. Thành ra chúng tôi nói thay đổi và nghĩ đây là khi nào mà nó làm nghĩa là trở ngại việc quan sát cái đối tượng mình đang quan sát. Cái quan trọng là cái đối tượng mình đang quan sát, chứ không phải quan trọng cái tư thế. Quý vị đi, quý vị vẫn có thể hành thiền được. Bởi vì thiền là công việc làm của tâm, chứ không phải công việc làm của thân. Quý vị ngồi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được. Tùy theo cách quan sát cái đối tượng nào đó mà nó làm cho cái tâm mình nó an vui. Nhưng mà khi cái tâm mình an vui trong việc quan sát đối tượng, nhưng mà cái thân của mình nó không có nghĩa là nó không có nghĩa là thoải mái gì đâu, giống trong trường hợp có một số người có bệnh thì phải nên nhớ cái đó là cái trở ngại mà nó làm cho mình có nghĩa là kêu bằng cái tâm nó dao động nhiều hơn là mình mà không biết, mình cứ nghĩ tới rồi cái mình niệm mà dao động dao động là không có nên. Đó. Chúng tôi nói khi ta cần đổ nghi là khi nào cái điều kiện của cái tư thế mình đang có đó nó làm trở ngại việc quan sát đối tượng đó, thì nên thay đổi. Bởi vì quan sát đối tượng nó quan trọng hơn là cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cho cái tâm nó an vui, để nó quan sát cái đối tượng theo cái sự mà điều khiển của cái chúng sanh đó mà thôi. Nên là dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con thấy huynh Mỹ đã xà thú rồi, con thấy câu hỏi của dạ không biết ngài Nhật Quỳnh không biết đọc cái từ này nha quý vị. Dạ Nhật Quỳnh đọc sợ sai quá, không biết đọc sao cho trúng không có nên hoan hỷ. Dạ một vị đạo hữu con không có đọc được. Dạ thưa sư, có vài thiền sư, cảm ơn Quang Nguyệt, có vài thiền sư Thái Lan dạy khi mình làm việc thiện nào điều nguyện kiếp này là kiếp chót, đừng nghĩ tái sanh nữa, con nghĩ tu đà hoàng vẫn còn 7 kiếp, vậy có vướng vào thường kiến không thưa sư? Nam mô Bụt Thầy. Giá dạ con kính chân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Giá kính bạch Chư Tôn nguyện, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó cái lời nguyện của mình nó cũng có nhiều cái trở ngại lắm chứ quý không. Thành ra có nhiều cái gì mà khuyên nguyện mà kiếp này là kiếp chót là họ không muốn trong cái tư tưởng khi nguyện của mình đó, nó có cái chủng tử luân hồi trong đó. Thí dụ như mình nguyện là đắc đạo quả hay là thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai đó, thì mình nhớ cái đó đó là nhiều người ta ấy. Thành ra mình nên tìm cái lời nguyện nào mà nó không dính dấp tất cả những cái điều trở ngại đó. Thành ra Đức Phật thì ngài khi dạy Chư Tăng hồi xưa, người ta nguyện người ta không có đề cập tới cái thời gian đó. Người ta chỉ nguyện là xin được chấm dứt phiền não mà đang có. Nhưng mà chúng tôi chúc quý vị là chấm dứt phiền não ngay trong kiếp sống này, nhưng không có nghĩa là quý vị phải đắc đạo trong kiếp sống này đó. Tức là mình muốn chấm dứt phiền não thôi, còn mình muốn thêm trong kiếp sống này cũng được, nhưng mà đừng có
chấm dứt phiền não trong ngày vị lai. Mà khi mình nghĩ tới ngày vị lai đó thì cái sự cho quả đó nó mang cái khuynh hướng là kéo dài luân hồi. Bởi vì chắc chắn là cái kiếp sau này kiếp nọ. Thành ra khi mình làm như thế nào đó để cho cái tâm mình nó bớt dây dưa vào những cái chuyện thời gian đi. Đó. Đó. Thành ra mình nói nếu mà nguyện cho nó vững chắc chút là chấm dứt phiền não là đủ rồi. Còn kiếp nào đó nó tùy theo nhân duyên. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một kiếp hai kiếp là chuyện đó có nó quan trọng. Bởi vì thật sự ra tu đồ quần thì nói chung là còn phải kiếp nhưng chưa chắc. Có thể là kiếp sau là đắc cũng được chứ không phải cần gì. Nhưng mà tối đa là bảy kiếp. Đó, ví dụ vậy. Thật sự ra khi nói là bảy kiếp hoặc gì là nói cho ở kiếp người mà thôi. Chứ nhưng mà bậc tu đồ quần khi mà lên cái cõi sắc giới đắc thì lên cõi sắc giới đó. Không có chắc gì bảy kiếp đó. Có khi ngắn hơn hoặc có khi lâu hơn tùy theo cái người đó. Trong phẩm Bộ Phanh Nhất Tỳ đó có đề cập tới hình như 11 vị tất cả có khuynh hướng là luân hồi. Thành ra các vị đó trong kiếp mà họ sống dưới thời Đức Phật đó, thì họ nguyện là luân hồi đủ bảy kiếp đó. Thì luân hồi đủ bảy kiếp thì ở cõi dục này hai kiếp mà lên năm cái tầng mà ngũ tầng cư đó, tầng có ba anh hàm đó, đủ năm kiếp là tổng cộng bảy kiếp. Mà quý vị có đếm nó bảy kiếp nó 30 mấy ngàn cái kiếp trái đất ấy. Thành ra khi mà nguyện luân hồi vậy rồi thôi chứ dầu là mình cứ nói nhồi đắc thánh rồi mà nguyện cả đó ăn thua gì, chẳng ăn thua như thường. Quý vị nên nhớ đừng có nghĩ là lên cõi đó dầu rằng hưởng lạc thì nhiều nhưng mà còn cái ngũ quẩn này vẫn còn khổ à. Thành ra nó muốn làm gì để thành ra có nhiều cái lời dạy của cái vị thiền sư khác nhau lắm. Thành ra mình tùy theo mình, bây giờ mình cái nguyện chắc ăn nhất là nhờ nguyện những cái phước báo này làm cho chúng tôi được chấm dứt phiền não. Chấm dứt phiền não là hay nhất, chứ không nói thế nào chúng mình đừng có nói là được cái này được cái nọ trong ngày đi lai này kim sùm đó, tức là mình đã tạo cho mình cái chủng tử là luân hồi đó. Nam mô Bồ Tát giá. Nam mô Bồ Tát giá, nam mô Đà Ma giá, nam mô Sang Ca giá. Dạ con kính chào ngài, con kính đến lễ ngài, con kính chào đạo tràng. Dạ con có hai câu hỏi ngắn thôi. Dạ hồi nãy ngài có nói là có tám cái tâm sở. Hồi nãy ngài nói về cái chuyện bứng gốc rễ đó ngài, thì ngài có nói đề cập là có tám tâm sở để mà làm bứng gốc rễ, tám cái tâm sở kêu bằng là gốc, tám tâm sở chánh gốc để làm bứng cái gốc rễ của cái bất tâm, các tâm bất thiện. Vậy xin ngài liệt kê cho tám tâm sở thêm một lần nữa, hồi nãy con nghe mà con không có để không có ghi xuống hết kịp. Đó là câu số 1. Câu số 2 là mấy tuần về trước ngài có dạy về cái định nghĩa của hôn trầm và thùy miên, thì ngài nói không phải là buồn ngủ mà nó có trạng thái khác. Xin ngài nhắn lại nói lại cho chúng con biết cái định nghĩa của hôn trầm và thùy miên nó như thế nào. Dạ, dạ tạ ơn ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chào quý vị. Tám cái tâm sở đó là samma ditthi, samma sankappa, samma vacca, samma kammanta, samma acchiya, samma vayama, samma sati, samma samadhi. Đó là cái tám tâm sở đó là bứng gốc bứng rễ đó. Mà tám cái tâm sở đó nó phải ở tâm đạo mà thôi, nó mới có cái chữ samma phía trước là chữ chánh đó. Tức là nếu quý vị nào hành thiền mà không biết tám cái tâm sở là thôi chứ dễ sợ vậy. Đó, tám sở chúng tôi lặp lại. Chúng tôi lặp lại nè. Samma ditthi, chánh kiến. Samma sankappa, chánh tư duy. Samma vacca, chánh ngữ. Samma kammanta, chánh nghiệp. Samma acchiya, samma sankappa, samma acchiya.
chánh chánh gì đó không? Rồi sẩm ma qua gia má tức là chánh tinh tấn, sẩm ma sở tị chánh niệm, sẩm ma sở ma thí là chánh định đó. Mà phải hiểu là ha, tầm đó là chánh tư duy đó. Sẩm ma qua cha chánh ngữ, sẩm ma cơ minh tạ chánh nghiệp, sẩm ma chi quá chánh mạng. Và, tức là tám cái tâm sở đó là mà phải ở trong tâm đạo mới được, ở trong tâm đạo gọi là như vậy. Thì nhớ mấy cái đó, tám tâm sở đó thì ở trong tâm đạo mới có khả năng nó bứng gốc bứng rễ các phiền não mà thôi, còn mấy tâm sở khác thì không có khả năng. Còn mà tâm đạo khi phát sanh nó có 36 tâm sở đi theo nó, thì 28 tâm sở khác chỉ là nhiệm vụ hộ trì hoặc là tăng thêm năng lực để cho tám cái tâm sở đó nó làm cái việc là bứng gốc bứng rễ về não mà thôi. Tâm một cái thai giá. Còn vấn đề là tâm sở hôn phần với tâm hai tâm sở đó, tâm sở thị miên tức là pháp làm giả dự và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng, mà nhớ định nghĩa của nó đó. Đó. Tức là tâm sở thị miên đó tức là thị ná chê ta si cả, là pháp làm giả dự và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Cái thứ hai, tâm sở hôn trầm là mithá chê ta si cả, là pháp làm giả dự và hạn chế tâm sở trong việc nhận biết đối tượng. Đó. Thành ra nó chỉ làm cái vụ nó vậy thôi, nó làm giả dự tức là giống như người mệt mỏi hạn chế thì nhận biết của tâm và tâm sở vậy thôi. Đó. Thành nên nếu mình gọi là buồn ngủ thì nó sẽ lọt vào cái khác, mình có thể hiểu làm cái khác trong người mình á. Cái trạng thái hồn đồng thị miên nó giống như sự buồn ngủ, nhưng cái đó nó là phiền não. Còn cái sự buồn ngủ không phải là phiền não. Buồn ngủ nó gọi là một cái pháp thường trực trong cơ thể của người, của con người á. Thì Phạn ngữ gọi là cái pháp thường trực là gì? Kaya nukhata thamma. Kaya nukhata thamma tức là cái pháp thường trực trong cơ thể con người đó. Nghĩa là phàm phu cũng có, bậc thánh cũng có. Thứ nhất là sĩ tạ lạnh, thứ hai uôn hạ nóng, thứ ba chi khát trả đói, thứ tư bi ba xạ là khát, thứ năm là uchara đại tiện, thứ sáu bạch sa quá tiểu tiện, thứ bảy thị ná mít thá tức là thức ngủ, thứ tám chara, thứ chín phải gia thí bệnh, thứ mười marana là chết. Đó là pháp thường trực cho bất cứ ai còn có cái thân thể này. Thành ra nếu mình nói buồn ngủ nhiều khi người ta nghĩ rằng cái pháp này pháp thường trực chứ không phải là phiền não. Mà nhớ phiền não thì họ không dịch là buồn ngủ, mà họ dịch là pháp giả dự làm và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Mà nhớ là, thì là không bao giờ hiểu lầm hết. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, kính hỏi ngài thêm một câu nhỏ nhỏ nữa. Không nhận biết đối tượng, một cái là về không nhận biết về tâm sở, một cái là không nhận biết về cảnh ngoại, phải không sư, phải không ngài? Dạ, cái gì là không nhận biết về tâm sở và cái gì không nhận biết về cảnh ngoại? Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Tamaya, Nam mô Sankaya. Dạ không biết hồi nãy con hỏi có nghe không? Ồ dạ. Ồ xin lỗi chắc hồi nãy không nghe. Câu hỏi kế tiếp của con là cái định nghĩa của hai cái tâm đó là giả dự, là cái tâm giả dự và không nhận biết đối tượng. Vậy không biết đối tượng gì ngài? Có phải là tâm hôn trầm là cái tâm không biết đối tượng về tâm sở, và tâm thùy miên là không biết đối tượng về cảnh sắc pháp ở bên ngoài? Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị,
Hai cái tâm sở đó là tâm sở thị ná, tức là tâm sở thị miên, là hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Bất cứ đối tượng nào của tâm mà có cái tâm sở này chung vô là nó làm cho cái này là không có khả năng nhận cái đối tượng nó một cách rõ ràng, giống như người không có nói. Cái thứ hai đó là tâm sở hôn trầm, tức là mít thá, là pháp làm giả dợi dợi và hạn chế tâm sở trong việc nhận biết đối tượng. Thì hai cái tâm sở này là nó đi chung nhau, một cái là nó làm cho tâm khó khăn trong việc nhận biết đối tượng, một cái là nó làm cho tâm sở khó khăn trong nhận biết đối tượng. Nghe rõ chưa? Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy huynh Mỹ xa thú rồi. Dạ con nghe huynh Mỹ hỏi là con cứ nghĩ tới con đó Bạch Ngài. Con cái câu hỏi này nó nằm ở trong đầu con hoài. Dạ không biết tại sao ra lúc nào mình có lúc khi mình tập thiền thì mình thấy nó rất là tỉnh táo. Dạ rất là tỉnh táo, mình tập thiền xong là mình thấy mình rất là thoải mái. Nhưng mà có lúc con ngồi vô chừng một chút thôi là bắt đầu là nó buồn ngủ, nó mở con mắt không ra, thậm chí con mở con mắt to lên để con nhìn với đối tượng khác. Rồi mà con thấy con vừa nhíp mắt lại là nó cũng muốn gục nữa. Quá ngày như vậy là cái tình trạng đó nó là bị thị miên hôn trầm hay là nó buồn ngủ quá ngày? Con kính nhân quá đến ngày ngày chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thầy cứ quan sát coi. Hồi hôm qua nay mình có ngủ đủ chưa, hay có bệnh hay có uống thuốc gì mà nó làm cho cơ thể nó có trạng thái đó không, mình phải coi hết tất cả cái đó. Nó nếu mình coi mình mới nhớ là hôm qua mình thức cả đêm tại vì phải gì đó, tôi gọi là gì đó tức sắc thì dĩ nhiên bữa nay nó ngồi lại gì lúc nó cũng buồn ngủ đó. Hoặc là giờ mình bị cảm nhẹ nhẹ mà mình nghĩ là chút nữa phải lên room để làm MC, cái mình chơi cái thuốc cảm vô thì nó buồn ngủ là phải rồi. Mình phải nhìn hết tổng quát cái những cái gì liên quan tới thân thể mình đó. Nếu mình không có bị đó thì mà không bị những cái trạng thái đó thì mình biết chắc chắn đó là tại vì mình thiếu ngủ. Mà hay thiếu ngủ mà mình đi ngủ cái đó không phải là phiền não. Từ khi hôm qua nay mình không làm gì mình vẫn tỉnh bơ như thường mà tại sao giờ bị đó? Thì cái đó có thể là phiền não. Bởi vì nó trúng vào những cái đối tượng mà hai cái anh thị nó mới thá nó không thích. Đó, chứ không có gì đó. Mà nó không thích thì nó phải vô là nó quậy tâm vô tâm sở này để cho đừng nó nhận dạng rõ ràng đối tượng này kia, thì nó phải có mình có trạng thái đó chứ có đâu. Phải nhìn tất cả cái gì xung quanh mình ngày trước ngày sau tới coi nó ra sao thì biết cái đó là có thể là phiền não hay là không phải phiền não. Nam mô Thầy á. Dạ xà thủ con thành kính tri ân ngài nhiều. Dạ con hiểu rồi. Dạ thường con mà bị như vậy là do con một đêm đó con ngủ chừng có 2-3 tiếng đồng hồ, thì là sáng con ngồi cỡ nào khuya con vậy, làm cỡ nào rồi nó cũng vậy. Vậy là tại vì con thiếu ngủ nhiều quá. Dạ con tri ân ngài, không phải bị phiền nào. Con cứ suy nghĩ hoài, con nghĩ biết hồi trước mình làm gì đây mà bây giờ mình tập có chút xíu mà không nghe, không có bằng ai hết mà mình cứ bị gì hoài. Dạ con tri ân ngài. Dạ, con rất là tri ân ngài luôn. Dạ kính mời đạo tràng ạ. À, mời quý vị có thể đưa những bàn tay và những câu hỏi ạ. Dạ quý vị mà không hỏi là Nhục Quỳnh hỏi nữa đó nha, mất quyền lợi nha. Tại vì còn có hơn 10 phút nữa thôi quý vị. Tranh thủ lên hôm nay. Nhục Quỳnh kính cảm ơn quý vị rất là nhiều, đã đưa những câu hỏi rất là hay. Để cho Nhục Quỳnh được học.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ bạch Ngài. Hồi nãy con nghe Ngài nói là nguyện về hiện tại và vị lai. Nhưng mà con cũng có nghe một vị giảng như thế này. Ngài vị lai có nghĩa là mình, ví dụ như con đi, vừa nói mà mình nói cái câu này xong, mình nói tới tiếp câu khác là cái câu đó là nó đã là vị lai rồi. Chứ không phải là đợi ngày mốt, ngày mai hết hay là gì hết. Dạ bạch Ngài, Ngài giảng rõ chỗ này cho con để con được hiểu ạ. Con kính nhân quýt đến Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền hòa, dạ kính thưa chị quý vị. Dĩ nhiên tích tắc cái là có thể qua cái vị lai rồi. Nhưng mà nên nhớ cái đó. Thường thường mình nói chứ ngày vị lai trong cái việc mà chấm dứt phiền não, quay chấm dứt phiền não có thể là một hai ngày rồi. Mà nhiều khi hàng bao nhiêu kiếp chắc phải mỗi ngày. Thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là mình dựa vào ngôn ngữ, mà ngôn ngữ một số người người ta cứ tìm để người ta chứng tỏ sự hiểu biết của người ta đó, nó làm cho mình dễ chết lắm. Cái này tướng tôi có nói trong rung này như mọi lần là cái chữ A Tăng Kỳ đó, tức là A Sẵn Khải Giá mà dịch là A Tăng Kỳ là không thể đếm được. Nhưng mà quý vị vẫn thấy cái chỗ này bao nhiêu, chỗ kia bao nhiêu đó, là cái đó là người ta muốn chứng tỏ sự hiểu biết người ta, chứ không phải đã không thể đếm được mà làm sao có con số này số kia được. Nó nói có nhiều người hỏi Đức Phật Ngài mới thí dụ đó. Một tảng đá bề đó vậy đó, mỗi 500 năm có chư thiên xuống quét ngài, mà cho tới tảng đá mất là tính một A Tăng Kỳ. Vậy mà cũng có người dám nghĩ rằng con số 10 để dân trăm lý thường 140, nó lấy từ đâu ra vậy? Đã không đếm được mà lấy từ đâu ra vậy? Đó. Nên đã có những cái mà mình cứ dựa vào đó là đó. Mà mình dính mắc cái đó là ra cái từ từ cái chữ ngày vị lai đó có thể nhiều kiếp. Đối với cái chuyện mà tận diệt phiền não là nhiều kiếp chứ không phải là nhiều ngày. Mình nhớ chuyện đó. Đó. Thành ra thường đó mình đừng bao giờ mình nguyện, mà vẫn còn nói cho quay nó nguyện đắc đạo quả trong ngày vị lai, từ đây tới ngày đắc đạo quả, xin cho kiếp nào chúng con cũng được gặp Phật pháp. Quý vị này nhớ đó, quý vị nếu được sanh liên tục lòng người, quý vị chỉ gặp đạo Phật này 20 lần nữa mà thôi. Mà quý vị nghĩ kiếp nào cũng được gặp Phật pháp mà quý vị cứ nghĩ rồi. Rồi nó vắng bóng cả bao nhiêu rồi mới ấy, mà làm sao kiếp nào gặp Phật pháp mà nguyện cái gì kỳ vậy? Mấy không? Có những cái mình nguyện mà hiểu mình nói gì. Thế còn không, mình nguyện cái chư thiên ta nghe, ta mắc cười, ta ủng hộ độ mình để tu hành nữa đó. Nó không được thà giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Ngài. Dạ, thấy Kim Hoàng đưa, Thanh Hoàng đưa tay mà rớt mít rồi. Dạ, đạo tràng còn thấy bàn tay của Thanh. Dạ, mà Thanh Hoàng nha, mời Thanh Hoàng đưa bàn tay mình lên trở lại nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài ạ. Thưa Ngài là con cũng hành thiền, thì khi lúc mà con ngồi thiền mà con buồn ngủ thì con mở luôn cả 6 căn, tức là mắt con cũng mở luôn vừa phải ạ. Thì lúc đó con nhìn vào một điểm ở dưới trước mặt con độ khoảng 1 mét, vì con ngồi nó ở cái bàn hơi cao để con nhìn xuống ạ. Thì con thấy là khi mà con nghe âm thanh con biết, và tất cả những tiếng động hoặc tiếng quạt máy, tất cả các thứ con biết, thì lúc đấy mà lúc trước mà nếu con nhắm mắt á, thì con thấy là nó du du đi, và đúng là con cũng buồn ngủ thật. Thế nhưng mà đến lúc mà khi mà con mở mắt ra, con nhìn với một cái mắt mở vừa phải, thì con thấy là tất cả những cái 6 căn mà con tiếp thu được, những cái gì mà con khi biết lúc đó thì con thấy con hết buồn ngủ ạ. Như vậy thì con nên áp dụng như vậy thì có đúng không ạ, thưa Ngài ạ? Con xin súng mít ạ, con kính tri ân Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi cái gì nào mà dạy cho cô học thiền đó thì hỏi cái vị đó để cho chắc ăn. Chứ chúng tôi không có biết cái gì nào dạy mà cái người ngồi hành thiền mà mở cả 6 căn như vậy thôi chứ. Mở cái 2 căn cái là đủ mệt rồi.
Nghĩa là ta đóng cái năm căn, ta trừ một căn mà thôi, để quan sát mà thôi. Đó. Chứ không ai không phải cái sáu căn là làm sao mà quan sát cái gì. Tiếng động nó vô lỗ tai, nó vô đối tượng, vô lỗ mũi, rồi vô thân, vô này, vô nọ, rồi quan sát, là quan sát cái gì mà gọi là thiền. Thấy không? Ừ. Đó. Vậy đó, thành ra cái đó phải hỏi người nào chỉ cô thì cô hỏi, chứ chúng tôi là không dám, không dám có ý kiến. Bởi vì như đây là lần đầu tiên chúng tôi mới nghe cái người mà hành thiền mà mở cả sáu căn đó, thì thôi chịu thua. Nam mô Bụt Thầy giá. Thưa ngài, cho con xin hỏi lại cái ý của con cho rõ ràng ạ. Bởi vì rằng là ví dụ như là khi con ngồi á, thì là con, ví dụ cái âm thanh đến thì con biết là cái âm thanh đến, hoặc là khi con đi đứng nằm ngồi trong cái hàng ngày con làm ấy, thì là con ví dụ con nghe âm thanh là con biết âm thanh. Ví dụ là cái gió mà nó vào mà con thấy nó hơi lạnh quá thì con biết. Hoặc là tất cả những cái gì lúc đó là ví dụ tác động đến thân, hoặc tác động đến tâm con, hoặc là đến mắt, hoặc là đến mũi con ngửi thấy, thì những lúc đó là con có một cái tâm biết luôn ạ. Đấy, con nói theo cái ý đó. Nhưng mà nếu mà khi con ngồi mà con nhắm mắt vào á, thì con tất cả những cái, ví dụ cái tai con vẫn nghe biết, hoặc là có thể là cái nước miếng mà nó thì con nuốt vào con cũng biết, ví dụ như thế. Thì tức là con biết tất cả những cái trên tất cả các năm căn của con. Vì vậy cho nên là con, nếu mà con ngồi nó yên êm quá thì con hơi hơi buồn ngủ, mà con mở mắt ra một lúc thì con hết buồn ngủ. Đấy là con hỏi như thế thì là có đúng không ạ? Đấy, con hỏi là cái ý nghĩa của con nó là như vậy ạ. Nhưng mà nếu mà ngài mà trả lời theo ý của ngài thì như vậy là con thấy con có cái gì sai sai rồi ạ. Con kính tri ân ngài ạ. Thì ngài xem ngài giải cho con, cho nó, cho con hiểu, cho nó thấu đáo về cái ý nghĩa này của con ạ. Con xin kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ đó, Đức Phật dạy là mình là đóng hết năm căn, chừa một căn thôi. Cái căn nào mình dùng để quan sát là mình mới chừa đó thôi. Đó là lý do tại sao đó. Nghĩa là Đức Phật chỉ cho chúng sanh có hai cái trường thiền để đi tới hành mà thôi. Trường thiền thứ nhất, khu rừng quang. Thứ hai, ngôi nhà vắng. Tại sao phải khu rừng quang, phải ngôi nhà vắng? Để cho mình có thể mình đóng mắt tay mũi lưỡi thân lại, còn chỉ chừa cái lỗ ý mà thôi để mình làm. Đó. Chứ ngài đâu có kêu mình đi xuống trường thiền ngài siêu minh, trường thiền ngài ba út đâu. Bởi vô đó thì rất nhiều tiếng động, nó phấy khóa cái lục căn của mình. Thành ra mình không có khả năng để tập trung tư tưởng, không có khả năng để quan sát một chuyện. Đó. Thành ra Đức Phật mới dạy cho mình rồi, mình ngài chỉ mình hai cái trường thiền đó mà mình không chịu đi theo. Để vô đó là mình giờ nghĩa là mình không cần phải làm gì, mà có những cái căn mà nó không còn, mình không cần thiết thì nó cũng không mở ra được đó. Bởi vì giờ mình vô đó, thường đó mình dùng cái lỗ nào để mình quan sát, thì chỉ cần một lỗ thôi mà mình đương quan sát, thì cái lỗ khác á, ví dụ như mình hành cà xí ná đi, mình cần hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mình làm cái đó để con mắt mình nó nhìn rồi nó mới đưa vào cái lỗ ý của mình để mình quan sát, mình có thể mình niệm hay làm thế nào để mình giữ được cái đó. Rồi bây giờ tự nhiên vô lỗ tai rồi nó ban, rồi con gì nó gần, nó hót qua hót lại, nó vô lỗ tai mình rồi mình nói cái nào mình cũng biết vậy, để cái nào là mình đề mục của thiện, phải không? Thiền phải chọn đề mục thôi chứ. Ngay cả thiền chỉ nó chỉ có 40 đề mục, còn thiền minh sát chỉ có 42 đề mục thôi. 72 đề mục tất cả. Đó, thiền minh sát. Thì hỏi bây giờ đó mà mình mở ra vậy thì làm sao mình lại nó thiền chỉ ra thiền chỉ, thiền minh sát ra thiền minh sát, là cái đó là thật sự ra nói cái đó là mình hành cái gì chứ chúng tôi không biết có phải hành thiền không. Nhớ chuyện đó. Anh nó phải coi lại cái đó, không? Nghĩa là mình học cái đối tượng, cái đề mục nào để mình làm thiền, thì cái đối mục đó thiền sư họ sẽ chỉ cho mình, họ mới hỏi mình tới lui để họ biết cá tánh của mình là nên hành cái loại nào. Đó.
gọi thiền chỉ hay thiền minh sát, mà thiền chỉ thì đối tượng nào, chứ không phải muốn hành đối tượng nào được. Bởi vì hành cái đối tượng mình không phù hợp với cá tánh của mình, mình không thể tập trung tư tưởng được. Mà không tập trung tư tưởng thì cái đó phải là hành thiền nữa rồi, mà cái đó là hành sát chứ không phải hành thiền nữa rồi. Nên coi lại cái điều kiện mà mình đang làm đang ấy đó, bởi cái đó là nó sẽ làm cho mình những cái điều mà sau này rất là, nghĩa là mình nghĩ là nó phiền phức, tại vì nó không có kết quả. Mình cứ tối ngày mình cứ ngồi thiền thiền mà nó không có kết quả. Cái chuyện mà nó không có kết quả đó, có thể nó không phải là chuyện lớn, nhưng mà mình làm đúng rồi đó. Cái chuyện lớn là nhiều khi mình hành giả họ tơ trần, họ lê, họ lý mà thành hành giả họ tôn đó, là cái đó là phiền não lắm đó, nói cho quý vị biết. Tại sao gọi là hành giả họ tôn? Vừa vô trường thiền vừa ra, rồi quý vị vừa đi vừa nhúng vừa ẹo vừa cười vừa nhăn nó, cái gọi là hành giả họ tôn đó. Nó rất là nguy hiểm chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Cái gì cho thiền á, đi đúng đường lợi ích là không thể tưởng tượng được, nhưng mà đi sai đường rồi đó, hậu quả cũng bất khả tư nghị. Cái chuyện thiền là chuyện giỡn không có được, vì nó nhớ chuyện đó không. Thành ra về phải coi lại cái pháp hành của mình, nếu có gì thiền sư nào đã chỉ thì phải hỏi lại cho đàng hoàng. Chứ còn chúng tôi thì tôi cũng còn không có dạy quý vị thiền rồi, mấy cái này chúng tôi không có dám có ý kiến, bởi vì chúng tôi đâu biết quý vị cá tánh như thế nào, sức học sức hỏi của quý vị như thế nào. Mà bây giờ mà chúng tôi mà lại cho phải làm gì làm vậy là nhiều khi nó sai cái những cái chuyện mà chưa giờ quý vị làm, thì cái đó là nguy hiểm cho quý vị hơn là nguy hiểm cho cá nhân chúng tôi. Thành ra phải coi lại, nếu mà có gì thì xin chỉ rồi hỏi lại cho nó kỹ để hiểu rõ đàng hoàng, thì cái đó nó mới giúp đỡ cho quý vị được. Có câu hỏi của vị A Tăng Kỳ là kiếp cái nào lâu hơn? Cái A Tăng Kỳ đó là không đếm được. Còn đại kiếp là mình phải chỉ cái đại kiếp gì? Đại kiếp của trái đất này hay là đại kiếp của một cái kiếp nào đó hay gì đó, thì cái đó phải đàng hoàng thì mới có thể trả lời được, chứ cái là không ấy được. Ví dụ mình nói mà một đại kiếp của trái đất này mình cũng không biết bao nhiêu lâu rồi, bởi vì nó tùy theo cái phước của cái trái đất này nó tái tạo, nó có lợi phước mà mình giảng giải nó rất là khó. Là sao cái phước của trái đất này có một vị Phật hay là ba vị Phật hay là năm vị Phật? Năm vị Phật thì cái trái đất này nó lâu hơn cái độ mà từ cái lúc mà nó cấu tạo thành trái đất cho tới lúc nó bị hoại diệt nó lâu hơn là những cái trái đất mà chỉ có một vị hay là hai vị, và coi những trái đất không có vị nào hết thì nó lại càng ngắn hơn nữa, ví dụ vậy. Thành ra cái này là khó nói, nhưng câu hỏi không dám trả lời, bởi trả lời là thật là cái chắc biết thật mà trả lời là thôi chứ không được. Nam mô Thà Giá Kinh Bạch Chư Tâu Mè Giả Kinh Thừa Chư Cần Sinh Lạc Phật Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào Phật sanh cho pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam nữ có khả năng chấm dứt được các pháp ngũ ngầm lấy tâm. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thâm Mà Giá, Nam mô Sẵng Khà Giá, Nam mô Rách Tên Ách Tây Giá Xạ. Không thấy ngài trấn lỡ nhưng mà thấy có sư pháp trang MC hồi hướng nhờ sư pháp trang tụng kinh Phúc Trúc dùng. Nam mô Bích Thà Giá. Sa thủ thai còn đàn thành đệ tri ân ngài Liễu đã từ bi giảng dạy những câu hỏi đạo tràng để gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Để chúng được là sự lạc sự an vui lâu, chúng con thành kính đệ tri ân ngài. Hôm nay chúng con thành kính với ngài, nhất là ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con không biết đại năng có chút cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đại đức pháp trang có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang cho con xin một tín hiệu, để sau khi chúng con sám hối con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Quý vị còn thấy đại đức pháp trang trong máy không quý vị? Còn mà dạ bây giờ con xin sám hối trong khi chờ đợi bàn tay của sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Kính mời đạo tràng cùng Giới Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ.
Bụt tam ăn ghê na quan đê hằng ba đa phạn sum và ruột tam ăn bụt thể vô ca li tẩu đô sâu bụt thô kha mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hằng thầm mạnh cho được vị thân và răng thầm mê vô kha li tô độ sâu thầm mơ kha mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hằng sanh khanh cha đưa vị tho tam ăn sanh khê vô kha li tô đô sâu sanh khô kha mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bào là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bào, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và là một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang ạ. Sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ quý vị có thấy tín hiệu của đại đức pháp trang không quý vị? Má Nhục Bình nó lu bu lắm dạ. À, từ hồi ở rùm pháp cứu tới giờ may quá giờ này Nhục Bình được yên ổn. Hồi ở rùm pháp cứu ở rùm Bồ Tát Thâm Má Nhục Bình té liên tục luôn quý vị. Và một lần nữa con cũng thỉnh đại đức pháp trang và đạo tràng có thấy được bàn tay của đại đức pháp trang không quý vị, cho Nhục Bình một tín hiệu ạ. Alo alo. Dạ con dạ Nhục Bình kính tri ân anh chị. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ vậy thôi thì mình tự biên tự diễn nha quý vị nha. Dạ.